Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 53. Tề Đẳng Nhàn ngồi ở trên ghế salon chưa từng di chuyển, chỉ là nghiêng đầu chút đã có thể nhẹ nhàng né được cú đấm. Báo quyền luyện lực, liên hoàn đấm. La Thái đấm không trúng phát nào, không nói hai lời, hai con dao sắc bén trượt xuống hai đầu ngón tay mang theo khí lạnh bắn thẳng về phía vị trí yết hầu và trái tim Tề Đẳng Nhàn. Ngay khi nắm đấm kia sắp chạm vào mặt đối phương, La Thái mơ hồ ngửi được mùi máu tanh. Công phu La Thái không hề kém cạnh, nắm đấm rất lực, trên người ông ta cảm nhận được rõ mùi người chết, nếu không thì ông ta không thể tung ra nắm đấm uy lực như vậy. Báo vàng tam phương pháo. Tề Đẳng Nhàn liếc mắt liền nhìn ra lối đánh của La Thái. La Thái liên tục tung ra ba nắm đấm, khi tay cử động thì dồn trọng tâm xuống dưới chân, nách căng cứng kẹp chặt. Mắt thấy nắm đấm sắp đánh trúng Tề Đẳng Nhàn, đột nhiên trong chớp mắt, Tề Đẳng Nhàn bất ngờ biến mất. La Thái cảm nhận được bên trái ông ta truyền tới một luồng khí lạnh, trong lòng không khỏi kinh hãi, đối phương rõ ràng đang ngồi mà có thể dùng chiêu chim yến về tổ. Không thể lường trước được. Bên hông La Thái truyền đến một lực mạnh mẽ, thân thể ông ta đau điếng người. Ông ta quyết định chớp nhoáng, tung chiêu bóng báo, điều chỉnh nhịp thở vội vàng rồi một đòn đánh bằng khuỷu tay thẳng vào tay đang giữ hông mình của Tề Đẳng Nhàn, dồn trọng lực vào thân dưới để ổn định thế đứng. Đừng đánh chết, Trần Ngư hoảng sợ hét lên. Trần Tiểu Thư yên tâm, La Thái cao giọng nói. Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng, vốn định giơ tay lên tát ông ta, nhưng vì lời nói của Trần Ngư mà đột nhiên trầm xuống, thả lỏng năm ngón tay rồi khép lại thành dáng mỏ chim hạc, đâm nghiêng một cái. 3. Một cú này quả thật như thế linh dương treo sừng, không sao nhìn ra được, yên lặng không chút động tĩnh, thoáng chốc đã đánh vào dưới nách La Thái. La Thái cảm thấy nách ông đau đau nhức vô cùng, cả người lảo đảo ngã quỵ xuống đất, rít lên một tiếng. Cả cánh tay bị đánh đã chật khớp. Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua La Thái, nói, vừa hay nếu không phải cô ta mở miệng, tao đã bẻ gãy cái đầu chó của mày rồi. Trần Ngư nhìn La Thái ngã trên đất, giờ khóc giờ cười nói, thầy La à, vị này chính là người đã hạ gục Nghiêm Mộc Long và Tạ Cuồng Long, hạ gục liên thủ của hai con rồng mạnh mẽ mà trở ra, thậm chí còn đánh chết gã Tạ Cuồng Long đó. Khóe miệng La Thái giật giật, Hoa Quốc có 5 con rồng mạnh mẽ vô song, người này làm được điều lợi hại đấy ư. Hơn nữa, ông ta cũng biết rằng dùng hai nắm đấm đánh nhau rất khó. Hai người ở bậc cao thủ của cao thủ liên thủ với nhau mà không hạ gục nổi tên này, huống hồ họ đã mang sức chiến đấu của một đội quân, vậy rốt cuộc tên này mạnh đến mức nào chứ? Cô không nói sớm, trong lòng La Thái chỉ còn lại câu hỏi này, nếu biết trước mắt là khối thép cứng rắn, chắc chắn ông ta sẽ không cố chấp đấm nó nữa. Trần Ngư thở dài, sai một thuộc hạ khác đỡ La Thái đứng dậy, nói, thầy La à, thầy xuống dưới nghỉ ngơi một chút, cố quá lại thành quá cố. La Thái mặt mũi miễn cưỡng, gật đầu một cái rồi đi. Trần Khánh vội vàng rót một chén rượu cho Tề Đẳng Nhàn, nói, nhị đương gia, xin lỗi, mong ngài bớt giận, không cần chấp nhặt với mấy người ngu dốt thiển cận này. Chỉ có điều, nãy chị họ tôi nói những lời đó đều xuất phát từ lòng chân thành mà thôi. Nếu không phải là bạn bè, chắc chắn chị ấy sẽ không nói những lời đó. Tề Đẳng Nhàn ồ một tiếng, hướng về phía Trần Ngư. Nói, cô ở Nam Dương làm gì, tôi không cần biết, đây là địa bàn của Trần gia các người. Hiện tại tôi ở đây, các người phải nghĩ cách đưa tôi sang Myanmar, bất luận thế nào tôi cũng phải đưa Lục Linh Linh trở về. Trần Ngư nói, cái này rất đơn giản, Trần Thiên Hà mở sòng bạc ở đó, sao không tới đó? Các nguồn nhập hàng của trang sức Trần thì có sự nhúng tay kiểm soát của ông ta. Trần Khánh gật đầu, nói Trần Thiên Hà ở bên kia mở sòng bạc. Làm ăn buôn bán hơn 3 năm, có hiểu biết về địa phương ở đó, có thể giúp nhị đương ra đây đôi phần. Chỉ có điều, Trần Thiên Hà này từ khi đến Myanmar đã cắt đứt liên lạc với chúng tôi. Để nhị đương ra lui tới đây chỉ e có nguy hiểm. Trần Ngư suy nghĩ một chút, nói quả thực Myanmar tiếp giáp Hoa Quốc, nếu như Trần Thiên Hà có ý đồ xấu, bất kỳ khi nào cũng có thể phản bội chúng ta. Hơn nữa nếu như Hoa Quốc phái người đến tìm sẽ rước nhiều phiền phức. Tề Đẳng Nhàn tuy rằng không sợ những chuyện này, nhưng nghe Trần Ngư phân tích hậu quả cũng có thể hiểu ra đôi chút vấn đề. Huống chi mục đích chuyến đi này của hắn là sang Myanmar tìm Lục Linh Linh,
nếu nhất thời kinh động đến thế lực thù địch, hắn gặp nguy hiểm thì không nói, nhưng Lục Linh Linh chỉ sợ không có nơi nào để đi. Ngụy trang thân phận khi qua đó đi đã. Trần Thiên Hà tuy là chú họ chúng tôi, nhưng không chắc chắn được hắn có dở trò lật mặt hay không. Trần Ngư nhìn về phía Tề Đảng Nhàn nói ra. Tôi không thành vấn đề, tùy các ngươi sắp xếp, Tề Đảng Nhàn nhàn nhạt nói. Thân phận nào thích hợp? Trần Khánh có phần do dự nói, lại không thể để cho Trần Thiên Hà đề phòng, nhưng cũng không có thể khiến ông ta khinh thường. Trần Ngư nhìn thoáng qua Tề Đảng Nhàn, nói, vậy thì lấy danh nghĩa quản lý mới nhậm chức của trang sức Trần Thị đi. Tề Đảng Nhàn, anh thấy thế nào? Tề Đảng Nhàn nhún vai nói, tôi không có vấn đề gì. Trần Ngư cũng không nhiều lời, liền nói, lập tức sau xếp đi, chuẩn bị sẵn kế hoạch, không cho phép sai lầm. Lần này tôi đi cùng anh. Lời này khiến Tề Đảng Nhàn và Trần Khánh không khỏi sửng sốt. Thế nào, anh không muốn? Trần Ngư cười tủm tỉm nhìn Tề Đảng Nhàn, hỏi. Chị hai đùa gì thế? Một mình đi chết không phải quá mạo hiểm à? Tình hình hiện tại của Nam Dương, chị cũng rõ mà, hơn nữa Myanmar vô cùng nguy hiểm, lỡ xảy ra chuyện gì? Trần Khánh cười khổ nói. Có tay cao thủ này bảo vệ tôi thì có chuyện gì xảy ra được hả? Huống hồ, Trần Thiên Hà có vẻ muốn bán đứng Trần gia chúng ta đổi lấy lợi ích tiền bạc, chuyện này tuyệt đối không thể ngồi yên mà nhìn được. Trần Ngư lắc đầu. Tình hình Nam Dương đang rất rối ren. Trong khoảng thời gian ngắn, nếu không có thế lực bên ngoài nhúng tay vào thì không xảy ra chuyện gì đâu. Trần Ngư quyết định như thế chắc chắn khiến Tề Đảng Nhàn phải suy đoán. Chắc không phải người phụ nữ này đã sớm có manh mối về Lục Linh Linh, sau đó luôn lừa gạt, chờ anh không thể ở Hoa Quốc được nữa lúc này mới tung tin ra ngoài. Trang sức Trần Thị tuy rằng không phải sản nghiệp chính của Nam Dương Trần Thị nhưng kinh doanh trang sức trên cơ bản đều cho lợi nhuận cách xù. Điều này khiến cho anh hoài nghi có phải Trần Ngư đã sớm muốn mượn tay mình để diệt trừ một số người bất đồng chính kiến trong Trần gia từ lâu hay không? Trần gia thống trị Nam Dương nhiều năm, khai chi tán diệp, càng nhiều người thì càng có nhiều ý tưởng. Không thể tránh khỏi, một số người trong đó sẽ cảm thấy hợp tác với Triệu gia là con đường duy nhất mới có tương lai. Tiếp tục đi một mình thì rất có thể sẽ chỉ đi đến diệt vong. Trần Ngư nhờ đầu bếp trong trang viên chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho Tề Đảng Nhàn. Mấy ngày nay anh ở trên biển, ăn hải sản nhiều đến mức sắp nôn ra. Sau bữa tối, Trần Ngư mời Tề Đảng Nhàn đi dạo bên ngoài trang viên. Anh có bao giờ nghĩ rằng việc đưa Lục Linh Linh rời khỏi tập đoàn N đặc là điều không hề dễ dàng không? Tôi không nói về yếu tố bên ngoài, mà là về bản thân cô ấy. Trần Ngư tháo kính ra, lấy khăn giấy trong túi ra lau rồi bình tĩnh nói. Tề Đảng Nhàn hỏi, lời này có ý gì? Tôi nghĩ rằng cô ấy có một người anh trai như Lục Chiến Long thì nhân phẩm của cô ấy sẽ không tệ. Việc cô ấy rời khỏi địa ngục trần gian đó cũng là một điều tốt. Trần Ngư lắc đầu nói, cô ấy đã đổi tên thành U Mặc. Tề Đảng Nhàn nói, có liên quan gì sao? Yumanai là một trong ba nữ thần báo thù trong thần thoại cổ xưa của Europa. Anh có nghĩ rằng việc cô ấy đổi tên thành U Mặc, hơn nữa tính tình thay đổi một cách mạnh mẽ chỉ đơn giản như vậy thôi không? Trần Ngư mỉm cười nói. Hơn nữa, tôi vừa cho người tìm hiểu thêm một chút. Tập đoàn N đặc này làm đủ mọi tội ác. Họ đặc biệt nhắm vào người Hoa Quốc, lấy danh nghĩa đồng hương lừa họ đến địa phương đó, sau đó tống tiền họ bằng nhiều cách khác nhau. Trong số đó, vị U Mặc này là kẻ xuống tay với đồng bào của mình tàn nhẫn và độc ác nhất. Sắc mặt Tề Đảng Nhàn không khỏi cứng ngắc, sắc mặt âm trầm xuống. Trần Ngư đeo kính vào, nhẹ nhàng hất sợi tóc nói, rõ ràng là cô ấy bị bắt cóc bán cho Tả Khâm, sau đó bị tập đoàn N đặc mua lại. Bước từng bước một từ tầng dưới chót lăn lê bò lết đi lên cũng không dễ dàng gì. Trong thâm tâm, cô ấy rất tức giận vì sự bất công mà mình phải gánh chịu, thậm chí đã thành một loại bệnh trạng. Nếu không, cô ấy đã lên làm thành viên cấp cao của tập đoàn N đặc thì rõ ràng có thể nhân hậu hơn, tại sao cô ấy ra tay với đồng bào của mình lại tàn nhẫn và độc ác hơn? Cô ấy đã nản lòng thoái chí với đất nước sinh ra mình, thậm chí còn căm ghét đồng bào của mình. Những người hại cô ấy chính là đồng bào của cô ấy. Tề Đảng Nhàn nghe xong không khỏi mím môi,
Sự bất công mà gia đình Lục Chiến Long phải gánh chịu có thể nói là khiến người xem và người nghe cũng phải khóc. Một người sau khi trải qua đả kích trầm trọng như vậy mà tâm tính không thay đổi là chuyện không thể. Tề Đẳng Nhàn nói, trên thế giới luôn có những nơi ánh sáng không thể chiếu đến, tuy nhiên, tôi không muốn giúp cô ấy lau sàn, cô ấy biến mình thành dáng vẻ này chính là lỗi của cô ấy. Nhưng dù cô ấy có rơi vào địa ngục nào đi nữa, tôi cũng có trách nhiệm phải kéo cô ấy ra. Đây là lời hứa của tôi với bạn bè. Tề Đẳng Nhàn biết rằng những người như Lục Chiến Long sẽ không dễ dàng tự sát, rõ ràng là người của Triệu gia đã lấy tình mạng của em gái anh ấy ra để ép buộc nên anh ấy mới lựa chọn kết thúc bi kịch đó bằng cách này. Mặc dù không có tin tức nào được đưa ra nhưng Tề Đẳng Nhàn không cần suy nghĩ cũng biết rằng có lẽ Triệu gia muốn ép Lục Chiến Long gài bẫy anh hoặc ai đó trong phe của Phó Phong Vân. Tề Đẳng Nhàn vừa nói vừa lấy ra một lá thư nói, hãy gửi nó đến nhà tù U Đô càng nhanh càng tốt. Trần Ngư sửng sốt hỏi, anh định bảo cha anh ra tay sao? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, tất nhiên là không. Ở Ngọc Thạch Quốc, lực lượng vũ trang địa phương hoành hành, quân phiệt cát cứ. Cho dù cô muốn gạt bỏ Trần Bá Hạ hay là muốn tôi mang Lục Linh Linh đi đều không phải việc dễ dàng gì. Trần Ngư trầm tư nói, cho nên, tôi muốn mang Đại Ma Vương đã tàn sát toàn bộ khu vực tam giác độc ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Đồ phu, kẻ đã lừa và giết chết hàng vạn quân chính phủ. Trần Ngư ngay lập tức biết Tề Đẳng Nhàn đang nói đến ai, ngạc nhiên hỏi, nhưng hắn ta đã ngồi từ nhiều năm như thế thì có thể chiêu mộ được thêm bao nhiêu người. Người có tên, cây có bóng, thanh danh của hắn ta chỉ cần đứng đó cùng đủ hù chết nhiều người, hơn nữa còn có hiệu quả hơn tôi rất nhiều. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Danh tiếng ác ôn của đồ phu ở miền Đông Nam Bộ có thể khiến trẻ con ngừng khóc lúc nửa đêm. Trần Ngư nói, người như vậy ở Hoa Quốc còn có thể khống chế được nhưng khi hắn ta đến quê hương, biển rộng tùy cá lội, anh có chắc chắn sẽ không vác đá tự nện vào chân mình không? Tề Đẳng Nhàn nói, đồ phu vẫn đáng tin cậy, hơn nữa hắn ta cũng thấy rất rõ những quốc gia đó đều mục nát, không phải hắn ta chỉ cần kéo quân đến chém giết là có thể thay đổi được. Trần Ngư gật đầu, nghĩ rằng điều này cũng khá tốt, với sự giúp đỡ của một người khét tiếng như đồ phu. Nhiều việc thực hiện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù trang sức Trần Thị không phải là sản nghiệp mà Trần Ngư đặc biệt quan tâm nhưng doanh thu hàng năm vẫn khiến nhiều người động lòng. Tuy nhiên con đường Ngọc Thạch bị Trần Bá Hạ chặn khiến mọi người khó chịu. Hơn nữa, Trần Bá Hạ này còn lắc lư trái phải, thu được lợi ích giữa Trần gia và các thế lực thù địch, hơi có xu hướng muốn tự lập môn hộ ở vùng Đông Nam. Khi đi bộ đến bãi biển, Tề Đẳng Nhàn nhìn sóng biển va vào đá ngầm không khỏi ngây ngẩn cả người. Hả, đi thôi, Trần Ngư quay lại nhìn anh nói. Tôi nhớ đến một bức thư pháp do Lục Chiến Long viết. Tề Đẳng Nhàn thở dài. Viết gì? Nguyện công lý như dòng nước cuồn cuộn, sự công bình như dòng sông hùng vĩ. Trần Ngư nói, người có thể nói lời này đã đáng kính trọng rồi. Nếu như Triệu gia ép chết một người như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ đi vào con đường diệt vong. Tề Đẳng Nhàn nói, một ngày nào đó lý tưởng của anh ấy sẽ thành hiện thực. Trần Ngư cũng nói, tôi cũng mong như vậy. Tề Đẳng Nhàn khẽ thở dài, chắp tay chào về phía xa, chậm rãi nói, an giấc ngàn thu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Ngư nhìn Tề Đẳng Nhàn, trong lòng cũng không khỏi thở dài. Một người ngay thẳng như Lục Chiến Long đã phải chịu đựng sự bức hại như vậy, để cứu anh ấy, Tề Đẳng Nhàn cũng bị buộc tội đủ để nghiền nát một ai đó. Họ đều là những người muốn làm cho vùng đất đó tốt đẹp hơn nhưng vùng đất đó hiện nay không thể chứa đựng được họ nữa. Nhưng họ vẫn tràn đầy nhiệt huyết, muốn thay đổi mọi thứ. Thế giới này cũng vì những người này mà có thể có thêm nhiều màu sắc sặc sỡ hơn. Sự xúc động cô ấy nhận được cũng mang đến cho cô nhiều suy nghĩ mới chưa từng có trong lòng. Có lẽ, Trần gia cũng phải thay đổi, nếu cứ tiếp tục như vậy, những người như Tề Đẳng Nhàn và Lục Chiến Long rất có thể sẽ xuất hiện ở Nam Dương. Khi làn sóng khao khát sự công bằng và chính nghĩa bao phủ lại đây thì đặc quyền không gì khác hơn là một con tàu bị đạn bắn cho thủng lỗ chỗ. Ngày hôm sau, Tề Đẳng Nhàn và Trần Ngư khởi hành đến phía bắc của Ngọc Thạch Quốc. Khi đặt chân đến thành phố Quang Dương, đặc khu phía bắc Myanmar, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy vô cùng khó chịu.
khả năng cảm nhận của hắn vượt xa người bình thường, đặc biệt là giác quan thứ 6. Vừa xuống máy bay, hắn đã cảm thấy thành phố này nồng nặc mùi mưa máu gió tanh kinh tởm. Để tránh gây sự chú ý, Trần Ngư cố ý cải trang, dù sao nhan sắc cô cũng hút mắt người nhìn. Lực lượng vũ trang địa phương của Quang Dương lớn mạnh, muốn làm gì thì làm, thỉnh thoảng vẫn xảy ra chuyện cướp giật trên đường phố. Cô chọn được chỗ ở chưa? Tề Đảng Nhàn quay đầu lại hỏi Trần Ngư, trước nay cô đều làm việc quy củ. Trần Ngư quay lại, ngẩn người một lúc rồi sửng sốt nói, ôi không được. Khóe miệng Tề Đảng Nhàn giật giật, nói cô định ở khách sạn à? Khách sạn ở đây không an toàn, lúc nào cũng có người xông vào cướp bóc. Trần Ngư nói, vậy tôi với anh ở chung một phòng, vừa lòng tên gian xảo như anh rồi chứ gì? Tề Đảng Nhàn khinh khỉnh trả lời, tôi muốn làm bạn bè với cô lại muốn làm vợ tôi. Còn khuya. Trần Ngư đối với những lời này chỉ mỉm cười, bản lĩnh trả đũa của loài cún quả thật là số một thế giới. Được được được, không trêu anh nữa. Trước khi tới đây tôi đã liên lạc với Trần Tiên Hà rồi, người của ông ta hẳn là ở bên ngoài rồi. Trần Ngư cười nói. Không phải cô định gây sự với Trần Tiên Hà sao? Gặp nhau như vậy mà không sợ à? Tề Đảng Nhàn ngẩn người hỏi. Có cao thủ số một thế giới như ngài bên cạnh thì tôi còn sợ gì chứ? Nếu chỉ vì chút chuyện còn con như này mà sợ hãi, chẳng phải quá nhát gan à? Trần Ngư vừa cười vừa nói, tranh thủ ôm lấy cánh tay Tề Đảng Nhàn, bày ra tư thái âu yếm thân mật. Trần Ngư cải trang, đương nhiên Tề Đảng Nhàn cũng phải cải trang, hắn ở Trung Quốc gây ra chuyện lớn như vậy, phải ẩn mình cẩn thận. Hai người sóng vai đi bên cạnh nhau, dáng dấp như đôi tình nhân. Rất nhanh, hai người đã lên chiếc xe do Trần Tiên Hà phái tới đón. Trần gia không nể mặt cô là đại tiểu thư, không cho gia nhân tiếp đón cô sao? Tề Đảng Nhàn không nhịn được bèn hỏi. Đa số bọn họ không biết mục đích tôi tới đây, nên muốn quan sát thái độ của tôi trước, chẳng có gì lạ. Trần Ngư nhàn nhạt trả lời. Tề Đảng Nhàn không biết nên lấy làm tự hào hay nói cô có dã tâm, chẳng nhẽ có hắn bên cạnh, cô có thể tung hoành khắp năm châu bốn bể. Rất nhanh, hai người được đưa đến nơi ở. Trần Tiên Hà từ đầu đến cuối đều không lộ diện, chỉ sai thuộc hạ nói với Trần Ngư rằng anh có việc bận, khi nào rảnh rỗi sẽ tới chào hỏi hai người. Điểm đến cũng coi như không tệ, tòa nhà hai tầng xây dựng theo phong cách phương Tây, đầy đủ tiện nghi, bài trí đẹp mắt, không khiến người ở cảm thấy khó chịu. Phía Quang Dương có ba lực lượng vũ trang địa phương, thế lực lớn nhất do Mạc Khang quản lý, thuộc hạ dưới trướng anh ta phải đến hơn 2 vạn người. Cũng là thế lực liên hệ mật thiết với tập đoàn N đặc. Trần Tiên Hà có địa vị ở đây vì ông ta là bạn bè với Mạc Khang, hơn nữa, thuộc hạ của Mạc Khang đều đóng quân ở các tuyến đường lớn, nói đi cũng phải nói lại, nếu Mạc Khang sai người cản trở thì chỉ e một các bạc của Trần thì anh ta cũng không chạm vào được. Trần Ngư lấy một tấm bản đồ ra, chậm rãi giải thích tình hình ở Quang Dương cho Tề Đảng Nhàn. Sau đó cô chỉ tay vào vài điểm trên bản đồ, những sòng bạc và hộp đêm này do tập đoàn N đặc mở, hai trong số đó do U Mạc quản lý. Tề Đảng Nhàn hỏi, Viên Thăng Lộc hợp tác cùng tập đoàn N đặc phải không? Trần Ngư xoa cằm, nói, đúng vậy, là tập đoàn N đặc. Chủ tịch tập đoàn N đặc là Chu Quang Vinh, trước kia ông ta làm giàu nhờ trồng thuốc phiện, hiện giờ ấy à, như ve sầu thoát xác, doanh nhân vĩ đại, nhà từ thiện giàu nhân ái. Ha ha ha! Các doanh nghiệp như tập đoàn N đặc hầu hết đều bóc lột sức lao động để kiếm tiền, đi từ thiện để tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng. Chu Quang Vinh sắp tới sẽ đi từ thiện cho các trường học ở Trung Quốc, được truyền thông địa phương đưa tin, nghĩ cũng thấy mỉa mai. Những kẻ đó, không cần biết phẩm cách ra sao, chỉ cần có chút thành tích chính trị thì tất cả đều là người tốt. Lần này Chu Quang Vinh khởi nghiệp ở đây. Có thể phát triển công ty trở thành tập đoàn lớn mạnh như vậy, nói ông ta không có ô dù thì đánh chết tôi cũng không tin. Tề Đảng Nhàn cười lạnh nói. Gia tộc thượng quan của Hồng Bang ở Hoa Kỳ nắm giữ 30% cổ phần tập đoàn N đặc. Thông tin tuyệt mật, tôi tốn nhiều tiền lắm mới có được đấy. Trần Ngư đưa mắt nhìn Tề Đảng Nhàn, cười nói. Cuối cùng đã sâu chuỗi được mọi chuyện rồi. Tề Đảng Nhàn hợp tác với Ngọc Tiểu Long diệt trừ Viên Thăng Lộc. Sau đó tiến hành điều tra nguồn gốc đằng sau.
Người nhà thượng quan thấy tình hình không ổn nên trực tiếp phái thượng quan Kinh Đào đến Hoa Quốc để mua chuộc Tề Đẳng Nhàn, nhưng Tề Đẳng Nhàn nhận tiền, không nói gì, thậm chí tiếp tay cho Ngọc Tiểu Long đào ra tội ác dơ bẩn khiến bọn họ chịu đả kích nặng nề. Điều này khiến gia tộc thượng quan tức giận đến mức muốn trả thù, nhưng Tề Đẳng Nhàn đã phải chịu trách nhiệm rất lớn trong vụ việc của Lục Chiến Long, khiến bọn họ gặp rắc rối. Gia đình thượng quan gấp gáp mua chuộc Tề Đẳng Nhàn như vậy, quá nửa nguyên nhân do dính dáng đến tập đoàn N Đặc. Nếu danh tiếng của N Đặc ở Hoa Quốc không tốt thì còn ai dám đến bán mạng cho bọn họ bóc lột chứ? Ôi Quang Dương, nơi ta sinh ra và lớn lên, chào mừng mi đến. Tội đồ của ta. Trần Tiểu Thư, Trần Tổng, mời hai người đi dùng bữa tối. Cuối cùng, người của Trần Tiên Hà cũng đến. Trần Ngư búng tay với Tề Đẳng Nhàn, nói, đi, chúng ta đi ăn một bữa tiệc thịnh soạn. Tề Đẳng Nhàn nói, đừng nói đó là tiệc hồng môn. Trần Ngư lắc đầu, nói Trần Tiên Hà có ý định kết hôn, hiện giờ chắc chắn ông ta sẽ không cãi vã với tôi đâu. Nhưng anh đoán đúng một điều. Đây là tiệc hồng môn. Nhưng tôi là Hạng Vũ, ông ta là Lưu Bang đấy. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, chẳng nhẽ Trần Ngư có tính toán gì khác. Hai người đi đến biệt thự của Trần Tiên Hà. Chính giữa căn biệt thự, một người đàn ông trung niên mặc quân phục màu xanh, làn da ngăm đen, lông mày rậm, đôi mắt sáng, trên gương mặt phảng phất phong sương, trên áo treo đầy huân chương, huy hiệu. Ha ha ha. Không biết cơn gió nào đưa hai người tới nơi này, vừa nói, người đàn ông bước tới, tây trang chỉnh tề, quả là Trần Tiên Hà. Trần Tiên Hà là huyết mạch chính thống của Trần gia, bàn về vai vế là chú của Trần Ngư. Chỉ có điều, gia phả Trần gia rộng lớn, huyết thống giữa hai người đã phai nhạt. Trần Tiên Hà hào sảng nói, cháu tới đây, chú giới thiệu cho cháu, người này là tướng quân nổi tiếng ở vùng Quang Dương này, chính là tướng quân Mạc Khang. Mạc Khang nói với Trần Ngư bằng giọng nặng khẩu âm Bắc Kinh, âm thanh cứng rắn, xin chào cô Trần. Tề Đẳng Nhàn thấy vị tướng quân uy danh vùng Quang Dương xuất hiện ở đây cùng bọn họ ăn tối, có lẽ Trần Tiên Hà muốn dùng chiêu cáo mượn oai hùng. Muốn lay chuyển địa vị lẫn danh tiếng của hắn ở Hoa Quốc, Trần Tiên Hà có cửa sao? Để xem ông có bản lĩnh đó hay không? Ồ, vị này chính là quản lý mới nhậm chức của Trần Thị, Thiên Tiên Sinh đúng không? Trần Tiên Hà vừa nói vừa khinh thường nhìn Tề Đẳng Nhàn. Trong mắt Trần Tiên Hà, Tề Đẳng Nhàn chỉ là nhãi con làm quân tốt thí hy sinh cho Trần Ngư thôi. Tề Đẳng Nhàn nổi tiếng là tên tội phạm có máu mặt trên thế giới, ít nhiều mọi người đều từng nghe tên hắn một lần. Ở Hoa Quốc, ai cũng biết hắn đã giết chết tên Tạ Cuồng Long, một nhân vật quan trọng, bị Hoa Quốc liệt vào danh sách tội phạm truy nã nguy hiểm cấp SSS, mức độ nguy hiểm cao hơn Hồng Thiên Đô một bậc. Mỹ Quốc thậm chí điều động cơ quan tình báo trung ương CIA điều tra tìm kiếm Tề Đẳng Nhàn, giúp hắn xin tị nạn chính trị. Dù gì Tề Đẳng Nhàn cũng là một thành viên trực thuộc Bộ Chính trị nên về mặt chính trị quốc tế vẫn có giá trị. Nguyên nhân sâu xa của việc này là do Tề Đẳng Nhàn làm việc trong tập đoàn Trần Thị, dùng tên giả Tề Thiên, lý lịch đằng sau được ngụy tạo tỉ mỉ. Không cần nghi ngờ sức ảnh hưởng của Trần gia ở Nam Dương, bọn họ làm việc quyết đoán dứt khoát. Ít khi phạm phải sai lầm. Hiện tại CIA điều tra lý lịch Tề Đẳng Nhàn chỉ được đến vậy, muốn tra thêm cũng không thể. Xin chào Trần Tổng, Tề Đẳng Nhàn nhìn Trần Tiên Hà, giọng điệu tự nhiên, chủ động bắt tay với ông ta. Ồ, xin lỗi cậu còn trẻ quá, không đủ tư cách bắt tay tôi. Trần Tiên Hà chẳng nể nang gì mà gạt tay hắn ra, chỉ vào chiếc ghế cạnh đó, ngồi đi. Cả trong lẫn ngoài phòng ăn đều bị bao vây bởi binh lính được trang bị vũ khí, họ là thuộc hạ của Mạc Khang. Khi Trần Ngư đến Quang Dương, Trần Tiên Hà không đích thân tiếp đón cô mà âm thầm chuẩn bị bữa tiệc này, mời thêm Mạc Khang tới dự tiệc, ông ta muốn thị uy và cảnh cáo cô. Trần Ngư muốn xóa bỏ địa vị của ông ta ở Quang Dương này sao, phải xem cô ta có đủ bản lĩnh không đã. Ở miền Bắc Hoa Quốc này, nhiều tiền cũng không có chỗ dùng. Nhiều người và nhiều súng mới là vua. Ở thời đại này, vũ lực chưa chắc đã hữu dụng. Nhưng vũ lực cường đại thì chắc chắn rất đáng sợ. Ví dụ như tình hình hiện tại, Tề Đẳng Nhàn bị kẹp giữa Mạc Khang và Trần Tiên Hà, chỉ cần hắn có ý đồ, chắc chắn sẽ bị người của Mạc Khang trừ khử trong nháy mắt.
Trần Thiên Hà cười nói với Trần Như, cháu gái, sao cháu lại đi xa ngàn dặm đến Nam Dương xa xôi này thế? Trần Ngư gắp thức ăn vào bát, nhàn nhạt hỏi, chú biết mà còn hỏi làm gì? Trang sức Trần thì ở đây kinh doanh không mấy ổn định, cháu đến khảo sát nguồn thu mua đá thô. Thị trường chính của trang sức Trần Thị là thành phố Nam Dương, thị trường phụ là Hương Sơn. Nếu không phải vì những tin đồn thất thiệt ập lên đầu thì năm nay tập đoàn Trần Thị đã nhắm tới thị trường nội địa Hoa Quốc rồi. Trần Thiên Hà cười nói, cháu đó, phải chú ý an toàn. Hoa Quốc không thể so với Nam Dương được, tình hình rối ren, ra ngoài cháu nhất định phải đi cùng vệ sĩ đó. Những lời này lành ít dữ nhiều, vừa cảnh cáo vừa uy hiếp Trần Ngư. Trần Ngư gật đầu nói, cảm ơn chú nhắc nhở, cháu tự bảo vệ mình được mà. Từ đầu đến cuối, Mạc Khang yên lặng dùng bữa không hé nửa lời. Anh ta đã hiểu được tình hình hiện tại, Trần Thiên Hà hôm nay đến đây hơn phân nửa là muốn ra oai với Trần Ngư. Anh ta chỉ cần ngồi một chỗ là đủ rồi, không cần nhiều lời vô ích. Quản lý Tề hết sức cẩn thận, muốn giữ mạng ở chỗ này quan trọng phải khiêm nhường, tọc mạch sâu quá dễ sẽ dễ bị trừ khử. Trần Thiên Hà vừa nói vừa nhìn Tề Đẳng Nhàn, ánh nhìn đầy trêu tức và khinh miệt. Tề Đẳng Nhàn đến đây dưới danh nghĩa quản lý trang sức Trần Thị, vốn dĩ không quan tâm đến chuyện này. Hơn nữa, ông ta sẽ không vô duyên vô cớ gây sự với hắn. Bởi vì hắn biết rõ mục đích của Trần Ngư khi cô đến đây. Hai người họ là người một nhà, cho dù muốn gây sự với hắn thì cũng phải có lý do. Trong mắt ông ta, Tề Đẳng Nhàn chỉ là con cờ của Trần Ngư, không hơn không kém. Ông ta nghĩ chắc hẳn Trần Ngư muốn Tề Đẳng Nhàn chết dưới danh nghĩa người quản lý tên là Tề Thiên ở đây, sau đó đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu hắn ta để dễ dàng ra tay. Đối với lời nói vô nghĩa của Trần Thiên Hà, Tề Đẳng Nhàn đương nhiên nghe tai này lọt tai kia. Trần Ngư nghiêng đầu, thấp giọng hỏi hắn, oa, không ngờ anh nhịn được đến mức này, anh sẽ không giết ông ta đấy chứ. Tề Đẳng Nhàn cuối cùng cũng hiểu vì sao Trần Ngư nói cô là Hạng Vũ, Trần Thiên Hà là Lưu Bang. Dám gán cho hắn danh côn đồ. Bữa tiệc kết thúc, Trần Ngư liền nói với Trần Thiên Hà, chú à, mong chú có thể kiểm tra kỹ nguồn thu mua đá thô một chút. Nếu bây giờ nguồn cung đứt gãy, chúng ta lấy đâu ra sản phẩm để kinh doanh chứ? Trần Thiên Hà cười xòa, nói cháu gái cứ yên tâm, dù sao chú cũng là người của Trần gia, đóng góp hết sức mình vì gia tộc là lẽ đương nhiên rồi. Trần Ngư mỉm cười nói, cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Vậy chúng cháu xin đi trước, không làm phiền hai người nữa. Tề Đẳng Nhàn theo sau Trần Ngư rời khỏi biệt thự của Trần Thiên Hà. Sau khi hai người họ rời đi, Mạc Khang mới lên tiếng hỏi, ông nhờ tôi đến đây chỉ để thị uy với một cô gái sao? Sắc mặt Trần Thiên Hà trở nên nghiêm túc, lạnh giọng nói, Mạc Khang tướng quân chắc là đang nói đùa. Nào phải cô gái ngây thơ gì, con bé đó là một trong những người nắm giữ quyền lực lớn nhất của tập đoàn Nam Dương Trần Thị đấy. Mạc Khang không khỏi giật mình, cô ta, một người phụ nữ sao? Cô ta thật sự nắm giữ quyền lực to lớn trong Trần Thị à? Trần Thiên Hà gật đầu, nói cô ta sẽ không đến đây một cách vô ích. Lý do cô ta tới hẳn là muốn làm lung lay địa vị của tôi. Mạc Khang thắc mắc hỏi, không phải hai người đều là con cháu Trần gia sao? Trần Thiên Hà giải thích, tuy tôi là con cháu Trần gia, nhưng tôi chưa bao giờ muốn đi theo con đường của bọn họ. Thời thế hiện tại đang muốn chống đối Trần gia, đi theo họ chỉ có tự tìm đường chết. Cho nên tôi hợp tác cùng người Hoa Quốc. Tạo dựng chỗ đứng ở đất nước này. Trần Thiên Hà vốn được Trần gia sai tới Hoa Quốc giải quyết vấn đề nguồn cung đá thô, nhưng sau khi ông ta nắm giữ nguồn tài nguyên đá thô khổng lồ đã nảy ra mưu tính. Dựa vào việc có được nguồn tài nguyên khai thác khổng lồ, có Mạc Khang giúp đỡ, cứ thế ông ta một bước lên mây, chẳng phải làm đầu gà còn sung sướng hơn đuôi phượng sao? Không phải quan hệ giữa Trần gia với Hoa Quốc trước giờ vẫn rất tốt hay sao? Mạc Khang dẫu sao cũng là một tên lạc hậu, không nắm bắt được tình hình. Đó là quá khứ rồi. Hiện giờ tình hình trong nước bất ổn, nhiều ông lớn nghĩ Trần gia không thể giữ được Nam Dương Trần Thị, nguồn tài nguyên to lớn như vậy hẳn là phải thuộc về bọn họ. Mạc Khang vẫn chưa hiểu nổi, nói, chẳng phải ở đâu cũng giống nhau sao. Trần Thiên Hà cười lớn, ha ha, không nói chuyện này nữa. Hôm nay làm phiền tướng quân Mạc Khang đây đích thân đến. Tôi đành mời cậu đi đánh bạc. Thua thì tính cho tôi,
thắng thì cho cậu hết. Mạc Khang nghe xong không khỏi bật cười, không tệ không tệ. Lúc này, Tề Đẳng Nhàn và Trần Ngư đã đi rất xa. Trần Ngư có chút bực bội, nói tôi tưởng cho anh thấy mặt Trần Thiên Hạ anh liền đánh chết ông ta. Không nghĩ ông ta lại dám mời Mạc Khang đến. Tề Đẳng Nhàn sững người, hóa ra Trần Ngư không gây sự với Trần Thiên Hà vì muốn hắn ra tay giết ông ta. Nghĩ mà xem, nếu hắn không sử dụng vũ lực đáng sợ như vậy mà dùng mưu lược của mình thì điều đó chẳng phải là quá xa vời sao. Giết chết Trần Thiên Hà chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trích, dù sao bọn họ cũng là người một nhà, nhưng trong loại chuyện này, người thắng là vua, Trần Ngư không quan tâm đến lời bàn tán. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cô nàng Trần Ngư này càng ngày càng to gan, đến mức âm mưu đặt bẫy hắn. Nếu hôm nay Mạc Khang không có mặt, chỉ e cô lập tức đập bàn, chỉ tay thẳng vào mặt Trần Thiên Hà chửi một tràng khiến ông ta không ngóc đầu lên được. Trong tình thế như vậy, Trần Thiên Hà chắc chắn sẽ sai người động thủ, Tề Đẳng Nhàn dĩ nhiên không thể để cho ông ta toại nguyện. Hắn đã ra tay thì Trần Thiên Hà có 10 cái mạng cũng không sống nổi. May mắn hôm nay có Mạc Khang, Trần Ngư thấy xung quanh có nhiều súng, tự biết bỏ ý định gây sự. Chẳng trách hôm trước Trần Ngư nói cô là Hang Vũ, Trần Thiên Hà là Lưu Bang. Hóa ra, Trần Ngư muốn hắn đợi cô đập vỡ cốc ra hiệu thì nhanh chóng lao lên giết Trần Thiên Hà. Trần Ngư cười hì hì nhìn Tề Đẳng Nhàn, nói, võ công anh cao cường như vậy, không dùng đến thật lãng phí. Anh đừng giận, cùng lắm thì tôi cho xem chân. Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên muốn đánh cô. Trần Ngư suy tư hỏi, Trần Thiên Hà đề phòng tôi, chúng ta buộc phải tìm cách khác thôi. Anh nghĩ nên mua chuộc Mạc Khang như thế nào? Lũ quân phiệt này chỉ cần tiền, còn lại không quan tâm. Huống chi Trần gia có thể chống lưng cho hắn, làm sao so được với Trần Thiên Hà yếu thế kia? Tề Đẳng Nhàn cười lạnh, nói, cô đã nghĩ ra rồi thì cần gì hỏi tôi? Trần Ngư bật cười, anh giận rồi à? Không muốn chơi tiếp sao? Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cô ta là người mặt dày nhất hắn từng gặp. Quả nhiên không quen biết sẽ thấy đẹp. Lúc đến thành phố Trung Hải, Trần Ngư khiến người khác ngỡ cô như tiên nữ giáng trần, hiện giờ đã quen biết, Tề Đẳng Nhàn nhìn cô chỉ thấy xấu xa đê tiện, khùng điên, nói nhiều. Cô có biết trông cô bây giờ khiến người ta không muốn lại gần không? Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc. Thế này thì sao, Trần Ngư bỗng tháo kính cầm trên tay, nhướng người, đặt tay lên môi mình. Tề Đẳng Nhàn nghĩ bụng, A-di-đà Phật, trên mạng nói người hay đeo kính là người thích tán tỉnh, quả là sự thật. Trần Ngư cười nói, chẳng nhẽ anh là người bạn trai ấm áp nhất thế gian trong truyền thuyết à? Tề Đẳng Nhàn nói, mua chuộc Mạc Khang không phải khó, chẳng qua không thể tin tưởng hoàn toàn lũ quân phiệt. Cô phải cẩn thận, không chừng anh ta phản bội cô. Sự sắp xếp hôm nay của Trần Thiên Hà đã dập tắt ý định gây sự trước đó của Trần Ngư. Cô muốn mượn võ công cao cường của Tề Đẳng Nhàn dứt khoát giết chết Trần Thiên Hà, sau đó dùng thân phận đại tiểu thư Trần ra đầy quyền lực uy hiếp người nào phản đối cô. Nhưng hôm nay có mặt Mạc Khang, nhiều người nhiều súng, Tề Đẳng Nhàn có thể hành động thuận lợi, nhưng đối mặt với lực lượng vũ trang địa phương được trang bị vũ khí thì không thể nói trước được. Tình huống này vô cùng khó khăn. Trần Ngư không muốn mạo hiểm, dù sao hiện tại không cần thiết diệt trừ Trần Thiên Hà. Đường phố Quang Dương vô cùng hỗn loạn, không thể so sánh với Myanmar, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe nhỏ chở quân nhân đi qua. Nam Dương không tốt hơn so với nơi này là bao, nhưng so với việc đi đâu cũng gặp công an thì vẫn tốt hơn nhiều. Trần Ngư nói, thành phố Quang Dương là thiên đường tội phạm, cướp giật trộm cắp dễ dàng thấy ở mọi nơi, song đều nhỏ nhỏ, không đáng nhắc đến. Đáng sợ nhất là nhóm tội phạm do hai tập đoàn N Đặc và Vạn Thịnh, giết người uống máu, chiếm đoạt tài sản, chuyện ác gì cũng dám làm. Trần Ngư dừng lại trước một cửa hàng đá quý nhỏ, hỏi anh có hiểu về Ngọc không? Tề Đẳng Nhàn đáp, không. Trần Ngư nhìn mặt bàn bày đầy đá quý, những khối có vết rạn nứt trên bề mặt, lờ mờ nhìn thấy vết nứt ở chính giữa bên trong, còn thấy màu xanh nhàn nhạt. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên gầy gò. Nhìn thấy có khách tới thì vội vàng nói, cứ xem cứ xem. Trần Ngư cầm một khối ngọc to bằng nắm tay, suy tư nói, đây là giá trị kinh tế lớn nhất của đất nước này. Tề Đẳng Nhàn hiểu rõ, muốn sản xuất trang sức thì trước hết phải chọn được nguyên liệu tốt,
phải có chút quan hệ với dân buôn bán đá thô. Muốn mua số lượng lớn đá thô thì chỉ có thể tìm đến Myanmar, tên là Myanmar cũng là có lý do của nó cả. Trần Ngư hỏi, khối ngọc này bán thế nào? 600 đô la Mỹ, cô trả tiền mặt hay quẹt thẻ cũng được. Dáng vẻ chủ tiệm lờ đờ mà trả lời. Trần Ngư bèn đặt khối ngọc xuống. Cô chỉ là thuận miệng hỏi giá vui vui, cửa hàng nhỏ thế này thì làm sao có loại đá quý nào chất lượng được chứ? Nhìn thấy Trần Ngư muốn rời đi, chủ tiệm vội nói, đợi đã, sao các người không mua? Trần Ngư lắc đầu, không mua không mua. Sắc mặt chủ tiệm tối sầm lại, cô đã sở viên đá này, muốn bán nó cũng không bán được, cô xem có đúng đạo lý không? Trần Ngư sững người, vội hỏi lại, sở là phải mua à? Chủ tiệm gật đầu nói, đúng vậy, 600 đô la Mỹ, không mặc cả. Trần Ngư cảm thấy không nên kéo dài chuyện này thêm, đành thỏa hiệp, được được được, 600 tệ, mua. Cô lấy ví ra rút vài tờ tiền đập lên mặt bàn, cầm khối ngọc rời đi. Chủ tiệm thấy tiền thì mắt sáng như sao trời, vội vơ vào tay, tham lam mời mọc thêm, tiểu thư nhìn đi, ngọc của tôi đều là hàng cao cấp cả. Trần Ngư mân mê khối ngọc rồi ném sang cho Tề Đẳng Nhàn, nói, đi thôi. Chủ tiệm không ngờ Trần Ngư dứt khoát rời đi, bèn nhảy ra chặn đường hai người, lạnh lùng đe dọa, từ từ, tôi nhầm giá khối ngọc này, phải là 600 vạn. Cô lấy tờ 1 vạn là khinh thường tôi à? Trần Ngư đối với lời nói của chủ tiệm chỉ cười xuề xòa, nhìn Tề Đẳng Nhàn rồi giải thích, anh biết tại sao ở vùng khỉ ho cò gáy này lại có lũ mặt hạng này chưa? Kinh tế Myanmar yếu kém đến mức đời sống vật chất thiếu thốn, an ninh quốc phòng lỏng lẻo, đây chính là nguyên nhân. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, Trần Ngư nói đúng, thường những nơi nghèo thì giáo dục lạc hậu nghĩa là trình độ dân trí thấp. Hòn đá rởm này mà ông hét giá 600 vạn, được, tôi sẽ chuyển cho ông tờ chi phiếu của Ngân hàng Thiên Địa, ông lấy không? Trần Ngư mỉm cười. Ngân hàng Thiên Địa là ngân hàng nào? Mặc kệ ngân hàng nào. Chỉ cần cô đưa tiền ra đây. Chủ tiệm để lộ lòng tham không đáy, tay lăm lăm con dao bầu cũ kỹ to bằng cả cánh tay, nhìn thật đáng sợ. Tề Đẳng Nhàn ném viên đá thẳng vào người chủ tiệm, tiến tới lạnh giọng đe dọa, ngân hàng Thiên Địa là ngân hàng địa phủ, ông muốn không? Dù sao không khác nhau mấy, ông đừng hòng được voi đòi tiên. Chủ tiệm nghe hắn nói vậy thì giật mình, trong nháy mắt liền nổi giận. Con danh như mày dám lừa tao. Chủ tiệm hầm hầm nhìn Trần Ngư, giơ con dao trong tay lao đến. Ông ta dám ngang nhiên đe dọa, liều lĩnh xông lên chém người ta. 3 ngày trước có một vị khách du lịch đến từ Hoa Quốc bị ông ta chặt đứt 3 ngón tay. Trần Ngư cười cười vỗ đùi mình, nói có gan thì chém đi, chém xong tôi chẳng cần mang tất đen cho tên biến thái nhìn. Chủ tiệm nhắm thẳng vào đầu Trần Ngư lao tới bổ một nhát. Trần Ngư bị dọa sợ hãi hùng. Cô nhanh chóng lùi về sau co rúm người tránh con dao bổ vào đầu. Nôn tiền hay nộp mạng, lão chủ tiệm cười khùng khục, nói. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn giật giật, xem ra tình hình Myanmar hỗn loạn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Trần Ngư không khỏi khó chịu, vốn cho rằng tên nhãi này chỉ đang hù dọa người, không ngờ hắn ta lại dùng dao chém đầu mình. Hắn ta coi mình là hoa cường, hay coi cái đầu của Trần Ngư cô là một quả dưa hấu. Tôi khuyên cô hãy ngoan ngoãn lấy ra 6 triệu nhân dân tệ, nếu không tôi sẽ cắt thận của các người để gán nợ. Tôi thích nhất là cắt thận của người Hoa Quốc các cô đấy. Vẻ mặt ông chủ đầy khoe khoang nói, dường như đã chắc chắn là giải quyết được hai người trước mặt mình. Tề Đẳng Nhàn cau mày, cảm thấy có chút khó chịu. Không phải vì ông chủ kia nói gì đó về người Hoa Quốc, mà là vì ông ta nói loại chuyện như cắt thận người ta rất dễ dàng, thậm chí còn tập mãi thành thói quen. Anh không có ấn tượng tốt gì với những tên súc sinh coi thường mạng sống này. Ông chủ cười lạnh nói, chắc các người biết về tập đoàn N đặc phải không? Anh trai tôi đan liệt đến từ tập đoàn N đặc. Các người đắc tội với tôi mà còn không lấy tiền ra để xoa dịu cơn giận của tôi thì không thể đi ra khỏi con phố này đâu. Hắn ta vừa nói, một số người dân địa phương xung quanh lập tức đứng dậy, sờ tay một cái đã lấy dao gập tùy thân mang theo người ra. Ở những nơi như thế này, khắp nơi đều có thể nhìn thấy súng, dao lại càng không thể thiếu. Đan Liệt là một trong 3 giám đốc điều hành cao cấp nhất của tập đoàn N đặc, anh ta cũng nổi tiếng như U Mặc vậy.
Trần Ngư bình tĩnh nói với Tề Đẳng Nhàn. Tập đoàn N đã có một nhóm tam hùng, một người là ông lớn xưa nay chưa từng lộ mặt, thần bí khó lường, bối cảnh phi phàm. Thứ hai là Đan Liệt, nghe nói người này có võ công rất cao. Thứ ba chính là nhân tài mới xuất hiện U Mặc, e gái Lục Linh Linh của Lục Chiến Long. Ông chủ sửng sốt một lát rồi nói, không ngờ con nhỏ Hoa Quốc này lại là người hiểu biết nhiều, còn biết cả tên của anh trai tôi. Nhưng, có một điều cô đã nói sai rồi, con khốn U Mặc kia làm sao xứng đặt ngang hàng với anh trai tôi chứ? Nếu đã biết anh trai của tôi là ai thì mau đưa tiền đi. Tôi nghĩ cô không thiếu tiền. Bán khối nguyên thạch này cho cô với giá 6 triệu, thật là quá rẻ. Tề Đẳng Nhàn vui vẻ nói, mẹ kiếp, đá này của ngươi làm bằng vàng, hay là ở trong đá làm bằng vàng hả? Ông chủ vừa xua tay, đã có mấy người vây quanh, hắn cười lạnh nói, đừng nói mấy lời vô nghĩa, có mua hay không? Tề Đẳng Nhàn nhặt viên nguyên thạch trên bàn lên, cầm trên tay, mỉm cười với ông chủ rồi đập thẳng xuống. Phanh. Một tiếng trầm vang, viên nguyên thạch đập thẳng vào đầu ông chủ trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, máu lập tức chảy ra, che kín mặt ông ta. M thanh này khiến Trần Ngư ở bên cạnh giật mình. CMM chúng mày muốn chết à? Chứng kiến cảnh này, mấy người xung quanh không khỏi tức giận, rút dao đâm về phía Tề Đẳng Nhàn và Trần Ngư. Người hung ác như vậy ở Hoa Quốc rất hiếm có, nhưng ở những nơi như Ngọc Thạch Quốc chỉ cần một lời không hợp là có thể rút dao lao tới giết người. Đừng nhìn những con dao trong tay bọn côn đồ trông đáng sợ nhưng mà dùng để chặt đứt thì sát thương sẽ không lớn. Những thứ như dao găm mới là đứng đầu, một dao là có một quả thận lớn. Tề Đẳng Nhàn bảo vệ Trần Ngư, đánh nhau với đám đầu đường dùng vũ khí này là nguy hiểm nhất. Dù sao hiện trường sẽ rất hỗn loạn. Cho dù là võ thuật tông sư cũng rất có khả năng lật xe. Lúc trước công phu của Tề Đẳng Nhàn cũng đã đủ cao, nhưng khi đi cùng Dương Quan Quan ở trong hẻm nhỏ bị mấy chục tên cầm dao chặn đứng cũng bị chém mất một dao. Tuy nhiên, địa hình ở đây trống trải, số lượng đối thủ cũng không nhiều, lại không có ai là cao thủ, muốn làm Tề Đẳng Nhàn tổn thương chính là chuyện mơ tưởng hão huyền. Chỉ thấy tay trái Tề Đẳng Nhàn nhặt viên nguyên thạch, tay phải bảo vệ Trần Ngư, bước chân lóe lên. Viên nguyên thạch trong tay bị đập bắn ra một cách có chủ đích. Một tên cầm dao xung quanh họ thi nhau hét lên rồi ngã xuống. Chậc, châu bò, trong lòng Trần Ngư không khỏi thở dài, thầm nghĩ, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn không liên quan gì đến khí tức đẹp trai, vào lúc này lại nhìn thấy có chút đẹp trai. Viên nguyên thạch trong tay Tề Đẳng Nhàn vì bị liên tiếp va chạm mạnh mà phần bên ngoài bị nứt ra, mặt trên dính đầy máu, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy. Trong vết nứt có một ánh sáng màu xanh lục. Trần Ngư vô cùng vui mừng nói, ôi, giác đốc Tề, chúng ta thật may mắn. Viên nguyên thạch trong tay ngài có thể chứa đế vương lục. Tề Đẳng Nhàn không khỏi sửng sốt một lát, cầm viên nguyên thạch dính đầy máu trong tay lên nhìn, bên trong có màu xanh lục, màu sắc rất tinh thuần, không màu mè, thực sự rất tinh thuần, đế vương lục hiếm có khó tìm. Những người nằm trên mặt đất nhất thời không nói nên lời, chết tiệt. Dùng đầu của bọn họ để làm đá mài phải không? Chuyên dùng để mở nguyên thạch. Tên hộ Tề kia, thằng danh Hoa Quốc, dám kiêu ngạo ở Ngọc Thạch Quốc chúng ta như vậy, anh trai Đan Liệt của tao sẽ đến ngay bây giờ, trực tiếp chơi chết mày. Người Hoa Quốc giống như đám lợn chỉ đáng bị cắt thận rút máu, dám đánh người địa phương chúng tao ư. Hôm nay tao sẽ gặm cả hai quả thận của chúng mày. Những người bị đánh gục đều rất dũng mãnh. Dù sao từ nhỏ bọn họ đã sống trong hoàn cảnh như vậy, có khí tức cướp bóc, hơn nữa, Tề Đẳng Nhàn và Trần Ngư đều có đặc điểm rõ ràng của người Hoa Quốc. Điều đó càng khiến họ không phục. Trong số người Hoa Quốc bị nhóm lừa đảo địa phương lừa gạt, có ai không phải là cá trên thớt? Chỉ có số mệnh bị bọn họ tùy ý tàn sát, sao dám động thủ với bọn họ giống như Tề Đẳng Nhàn? Theo quan điểm của họ, người Hoa Quốc không chỉ ngu ngốc, mơ mộng làm giàu đến mức buồn cười mà còn dễ bị bắt nạt. Bọn họ mắng ngài đấy. Trần Ngư dùng ngón tay chọc chọc Tề Đẳng Nhàn, cười nói. Giống nhau, cũng đang mắng cô. Tề Đẳng Nhàn nhìn cô ta một cái, nghĩ rằng người phụ nữ này có chút giống Lý Vân Uyển, xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Trần Ngư kiêu ngạo ưỡn ngực nói, tôi là người Nam Dương, bọn họ cũng không tính là mắng tôi. Tề Đẳng Nhàn chỉ muốn giơ ngón giữa lên với sự vô liêm sỉ của cô.
Tề Đẳng Nhàn trực tiếp ném đế vương lục vào tay Trần Ngư, nói cầm đi, dù sao cô cũng mua nó với giá 600 tệ. Trần Ngư vừa chụp lấy, tay đã đầy máu, ghê tởm đến mức lau tay vào quần áo của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn bước một ngắn né tránh, càng tiếp xúc với quái vật Trần Ngư này, anh càng cảm thấy tam quan của mình bị lật đổ. Tưởng cô ta là nữ thần lạnh lùng nhưng hóa ra lại là một người tính tình điên như vậy. Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ Trần Ngư thực sự coi anh như một người bạn tốt, nếu không, sẽ không thể hiện bản chất thật của mình trước mặt anh. Vừa lúc cả hai chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy một nhóm người từ trên đường lao tới, người cầm đầu là người địa phương mặc áo sơ mi hoa, đeo dây chuyền vàng to, kính râm to, chỉ kém một chút là đã cosplay thành chú chó ngậm điếu xì gà trong miệng. Đánh em trai tao còn muốn chạy, người đi phía trước chính là Đan Liệt, một trong ba tam hùng của tập đoàn N đặc. Những người này đều nói tiếng Hoa Quốc phổ thông, họ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hóa Hoa Quốc, nhưng họ rất thù địch với người Hoa Quốc, coi đây là một cách kiếm tiền như rác. Tất nhiên, trong số những nhóm tội phạm này còn có người Hoa Quốc bản địa, nhưng khi tấn công đồng bào của mình thì từng người ra tay còn hung ác hơn những tên kia. Anh Đan Liệt, anh đến rồi. Hai con lợn Hoa Quốc này quá kiêu ngạo, chúng cướp nguyên thạch của em, thậm chí còn đánh người của em. Ông chủ nằm trên mặt đất lúc này phun ra máu, khàn giọng hét lên. Đan Liệt nhìn thuộc hạ đang nằm trên mặt đất, trong mắt bộc phát ra sát ý nồng đậm. Tề Đẳng Nhàn nheo mắt lầm bầm, không ngờ ở nơi nhỏ bé như vậy lại có cao thủ như vậy. Xem ra tên Đan Liệt này có thể trở thành một trong tam hùng của tập đoàn N đặc cũng không phải là không có lý do. Tề Đẳng Nhàn vừa nhìn có thể biết võ công của Đan Liệt không hề yếu, hơn nữa hắn ta còn là cao thủ ở trình độ nào đó. Tuy nhiên, đối với Tề Đẳng Nhàn, dù cao thủ có mạnh mẽ đến đâu, hắn ta cũng chẳng khác gì gà vườn chó xóm mà thôi. Huống chi, Đan Liệt này bán mạng làm việc cho tập đoàn phạm tội, dù tài giỏi đến đâu cũng không thể luyện công phu thật tốt, bởi vì hắn ta đã định sẵn là không có tinh thần của một cao thủ hàng đầu. Khi Tề Bất Ngữ dạy Tề Đẳng Nhàn quyền pháp, điều đầu tiên ông ấy chú ý đến là rèn luyện tinh thần, thứ hai mới là phương pháp huấn luyện. Đây chính là lý do tại sao sau khi Dương Quan Quan bắt đầu nhập môn, luôn nói rằng quyền pháp của Tề Đẳng Nhàn là bất khả chiến bại, do tâm tính của anh như thế nên mỗi một quyền đánh ra đều mang theo sức mạnh vô địch, tự tin quét ngang thiên hạ. Đây là lần đầu tiên tao thấy có người Hoa Quốc dám phô diễn thực lực trên đất của chúng ta. Đúng vậy. Mày rất can đảm, Đan Liệt nhìn Tề Đẳng Nhàn, cười lạnh nói. Nói đi, mày muốn chết như thế nào? Vì lòng dũng cảm của mày, tao sẽ cho mày một cơ hội lựa chọn cách chết. Tề Đẳng Nhàn nghe xong không khỏi bật cười, bọn Nghiêm Mộc Long và Tạ Cuồng Long liên thủ cũng không dám nói ra những lời điên cuồng như vậy trước mặt anh. Không nói đến thuộc hạ của Đan Liệt, ngay cả người dân địa phương cũng nhìn Tề Đẳng Nhàn bằng ánh mắt giễu cợt và xem trò vui. Trong số đó có rất nhiều người Hoa Quốc di cư tới đây. Trong mắt bọn họ, ở Quang Dương mà xúc phạm những người như Đan Liệt tức là chỉ có một con đường chết, bọn họ chỉ muốn xem chết như thế nào. Tề Đẳng Nhàn cười nói, em trai nhỏ của mày ép mua bán, một viên nguyên thạch mà đòi chúng tao những 6 triệu, có phải là quá vô lý không? Đan Liệt lắc đầu nói lý ư, chỉ có kẻ yếu mới nói lý. Mày muốn có lý phải không? Đến đánh tao đi, tao sẽ cho mày một cơ hội để nói lý. Thua thì tao sẽ lấy hai quả thận của mày. Hắn ta vừa dứt, chân phải của Tề Đẳng Nhàn đã dẫm mạnh trên mặt đất. Một tiếng nổ lớn vang lên, sàn bê tông trực tiếp nổ tung, những khối xi măng lớn bị chấn động bay loạn khắp nơi. Trần Ngư ở bên cạnh có cảm nhận trực quan nhất, lúc này cô bị mù hai mắt, điếc cả hai tai. Cô chỉ cảm thấy toàn bộ ý thức của mình đã bị tước đoạt trong khoảnh khắc Tề Đẳng Nhàn dậm chân. Điều khiến cô cảm thấy đáng sợ hơn chính là khí thế và khí chất kia. Loại cảm giác này, không phải người nào cũng có được. Cứ như thể cô đứng trước một bức tượng Phật cao 100 mét và ngước nhìn lên trên, giống như một con kiến đang nhìn một vị thần. Cô thậm chí còn cảm thấy gần như không thể kiểm soát được việc muốn đi tiểu. Sau khi Tề Đẳng Nhàn dậm chân, toàn thân bay vút đi như tên lửa, trong mắt anh, khoảng cách 7-8 mét không khác gì một bước của người bình thường. Đây là một đại cao thủ, trong lòng Đan Liệt lập tức run lên, biết lần này mình gặp phải một đối thủ khó nhằn, có lẽ chính là đối thủ mạnh nhất mà hắn ta từng đối mặt trong đời.
Trong nháy mắt Tề Đẳng Nhàn đã đến trước mặt Đan Liệt, dừng bước, cử động thân thể, vặn hông, giơ tay lên rồi thả nắm đấm xuống. Một chiêu số đơn giản được thực hiện liền mạch lưu loát nhưng lại mang theo một sức mạnh to lớn mà người phàm không thể diễn tả được. Cú đấm này bá đạo như thể Lý Nguyên Bá giơ búa tạ đập xuống, quát mắng trời xanh. Lúc này Đan Liệt cũng dồn hết sức lực, khuỵu gối, hai chân hơi khép vào trong, giơ hai tay trái phải lên, tung ra một chiêu đẩy cửa sổ nhìn trăng. Nếu Tạ Cuồng Long sống lại, nhất định sẽ mắng hắn ta một tiếng ngu xuẩn. Hắn ta mạnh mẽ đỡ lấy quyền kình của Tề Đẳng Nhàn còn bị đánh cho rơi đầy răng xuống đất. Cánh tay Đan Liệt vừa chạm vào nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi, sức mạnh nắm đấm của đối phương khủng bố đến mức có vẻ như không giống con người. Hắn ta cảm thấy mình không phải đang chiến đấu với sức người mà đang đối kháng với khoa học kỹ thuật, thứ rơi xuống đỉnh đầu không phải nắm tay mà là một phát đạn pháp. Mặt đất dưới chân Đan Liệt bị nổ tung tại chỗ. Đầu gối mềm nhũn ra, hắn ta khuỵu xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn bê tông tạo thành hai cái lỗ lớn. Da ở đầu gối ma sát với nền xi măng thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Phốc phốc, khi hắn ta mở miệng, một vài cái răng hàm cũng rơi ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả những người có mặt đều choáng váng. Dù có ở cùng phe hay không thì trong lòng họ cũng chỉ có hai chữ chấn động. Cảnh tượng này giống như một vị thần đi đàn áp một con kiến. Không, anh à, làm người phải nói lý. Anh một lời không hợp lại ra tay đánh lén, thực sự rất vô lý. Đan Liệt không khỏi rùng mình khi nhìn thấy trong mắt Tề Đẳng Nhàn đằng đằng sát khí. Ồ, hiện tại mày đã nguyện ý nói lý với tao rồi à? Tay của Tề Đẳng Nhàn đặt lên đỉnh đầu Đan Liệt, dùng năm ngón tay nhéo vào hộp sọ của hắn ta, giống như đang ôm một con gà chết. Đan Liệt không cam lòng, công phu của hắn ta hiển nhiên không hề yếu, lại bị đối phương đánh một đòn trở tay không kịp, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có mà đã quỳ xuống. Tuy nhiên, hắn ta cũng hiểu rằng mình đã gặp phải một cao thủ hàng đầu, nếu lúc này không thừa nhận, đối thủ chỉ cần dùng lực tay một chút thì đầu mình sẽ nổ tung. Đan Liệt trầm giọng nói, con người của tôi, từ trước đến nay làm việc luôn nói lý. Nếu ai không muốn nói lý tử tế với tôi thì nhất định tôi sẽ dạy dỗ hắn thật kỹ. Tề Đẳng Nhàn, cười nói, hiện tại tao không muốn nói lý, mày định dạy dỗ tao như thế nào? Đan Liệt nghe vậy đã muốn hộc máu. Vừa rồi mày vừa đòi nói lý, lần này lại không thèm nói lý sao? Cuối cùng là đạo lý gì đây? Buông anh Đan Liệt ra. Thứ không biết sống chết, lại dám đánh lén anh Đan Liệt. Dù mày mạnh đến đâu, còn có thể đánh thắng cả súng sao? Các anh em, nâng AK lên quét chết hắn. Thuộc hạ của Đan Liệt bừng tỉnh, một đám hùng hồng hổ hổ. Có người trực tiếp lấy AK-47 ra, xoạch một tiếng mở chốt an toàn. Lúc này Trần Ngư Yên lặng dựa vào bên người Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt đỏ bừng, bước đi cũng rất lúng túng, giống như đang cố gắng hết sức để chịu đựng điều gì đó. Đan Liệt nhướng mi nhìn Tề Đẳng Nhàn, nói, người anh em này, nghe tôi nói. Cho dù cậu giết tôi thì kết cục cũng không quá tốt. Địa vị của tôi ở Quang Dương, chắc cậu cũng hiểu rõ. Nếu tôi có gì không hay xảy ra, cậu và bạn gái đừng nói là chạy về Hoa Quốc mà ngay cả con phố này cũng không ra được. Tề Đẳng Nhàn hài hước nói, vậy mày có muốn thử không? Đan Liệt trầm giọng nói, thả tôi đi, từ nay về sau cậu sẽ đi ngang ở Quang Dương, ta nói là được. Trần Ngư lo lắng nói, đừng nói chuyện dài dòng với hắn, nhanh chóng giải quyết vấn đề. Đan Liệt nói, người anh em à, tôi thừa nhận cậu đánh rất giỏi, công phu của cậu cao đến mức ngay cả súng cũng không thể đối phó được. Tuy nhiên, tôi có rất nhiều súng, rất nhiều người. Hơn nữa, tập đoàn N đặc của chúng tôi, còn có hai cao thủ đứng đầu tọa trấn. Cậu xác định muốn liều mạng với tôi đến cùng sao? Tề Đẳng Nhàn, không lên tiếng. Đan Liệt nghiến răng nghiến lợi nói, đi mời Kim Tiên Sinh và Ngọc Tiểu Thư đi. Anh ơi, cái giá để họ ra tay là 10 triệu, một tên đàn em sửng sốt. Số tiền này tao sẽ trả. Đan Liệt vì bảo mệnh đã bất chấp số tiền mình tiết kiệm kia, hạ quyết tâm nói. Đan Liệt, với tư cách là một trong tam hùng của tập đoàn N đặc, đã bị một người Hoa Quốc chưa từng gặp mặt đánh cho phải quỳ gối, nếu sự việc này lan rộng, có lẽ sẽ khiến mọi người cảm thấy khó tin. Hơn nữa,
hắn ta còn phải tự bỏ 10 triệu tiền túi ra mới mời được hai đại nhân vật xuất sắc. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được nói đùa, cái gì? Muốn mời người đối phó với tao sao? Mạng chó của mày hiện tại đang nằm trong tay tao, mời ai tới cũng không cứu được. Đan Liệt bèn nịnh nọt cười nói, đương nhiên không phải là mời người đến đối phó cậu, mà là mời người quan trọng hơn đến, hy vọng cậu có thể nể mặt mũi của bọn họ, sau đó nói lý lẽ với tôi một chút. Trần Ngư không khỏi đưa tay nhéo một cái vào eo Tề Đẳng Nhàn, tức giận nói, ngài nhanh lên được không? Nếu không được thì cứ đánh chết hắn ta đi. Tề Đẳng Nhàn, này, trông bộ dạng cô có vẻ đói khát quá. Trần Ngư tức hộc máu, cô ta khẳng định Tề Đẳng Nhàn đang cố ý trả thù, hiện tại cô lại rất muốn đi tiểu, nếu còn tiếp tục làm nhảm, có lẽ cô sẽ bị xấu mặt ở nơi công cộng. Nhưng cô không thể nào rời khỏi đây một mình được, nếu không người của Đan Liệt sẽ đuổi kịp và bắt giữ cô, vậy thì xong đời. Cô đã quen nhìn thấy những cảnh tượng lớn, nhưng khí chất và sức mạnh của Tề Đẳng Nhàn giống như thần thánh, việc dọa người khác tè ra quần cũng không phải là quá đáng. Sau này ông đây sẽ giết mày, nếu có thể chiến đấu lần nữa, mày còn có thể thắng được mấy trăm khẩu súng bắn sao? Thuộc hạ của ông đây là lực lượng an ninh vũ trang chỉ riêng AK đã có hơn 200 khẩu. Đan Liệt thầm hận trong lòng. Địa vị của hắn ta chính là đi theo Chu Quang Vinh đánh ra được. Trước khi tập đoàn N đặc phát triển đến quy mô lớn như vậy, hơn 100 người đã chết dưới đao của hắn ta khi tranh đoạt địa bàn với tập đoàn Vạn Thịnh Thanh danh lẫy lừng. May mắn thay, Quang Dương này cũng không lớn như vậy, khoảng cách từ tập đoàn N đặc đến đây cũng không quá xa. Người mà Đan Liệt tự bỏ 10 triệu tiền túi ra trả sẽ sớm đến. Một người phụ nữ cao, mập, một cậu bé trông như học sinh tiểu học. Người phụ nữ cao mập đang bưng một cái sọt. Còn cậu bé thì rúc vào trong sọt. Đôi chân của người phụ nữ cao mập cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi bước chân đều dậm xuống đất, thình thịch, 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 tiếng bước chân đinh tai nhức óc vang lên trước khi người đến, mỗi bước chân hạ xuống, giống như tiếng đạn pháo nổ vang. Đi đường còn phải dùng pháo quyền. Người như vậy, trước đây tôi đã gặp qua một lần. Tề Đẳng Nhàn có thính giác rất tốt, khi âm thanh còn ở rất xa, lỗ tai vừa động đã có thể nghe rõ. Những người đó nhìn thấy người phụ nữ cao mập đang nhanh chóng đến gần, đều tỏ vẻ kính trọng, vội vàng tránh đường. Đan Liệt, cậu nhờ vợ chồng chúng tôi giúp đỡ có chuyện phiền phức gì? 10 triệu mà cũng bỏ ra được, một giọng nói trẻ con vang lên từ chiếc giỏ sau lưng của người phụ nữ cao mập, kèm theo tiếng cười hì hì. Ngài Kim, cô Ngọc, cuối cùng hai người cũng đến rồi. Đan Liệt nghe xong, mặt nóng bừng, muốn đứng dậy. Tề Đẳng Nhàn tùy ý ấn một cái, phịch một tiếng, Đan Liệt lại quỳ xuống. Lại bị sỉ nhục trước mặt nhiều người như vậy, mặt Đan Liệt đỏ bừng, bực bội nói, người anh em à, để tôi nói cho cậu biết trước, hai người tôi mời chính là một đôi kim đồng ngọc nữ nổi tiếng trong giới sát thủ. Nhìn thủ đoạn của cậu chắc không phải một kẻ mới vào nghề, có lẽ biết danh tiếng của họ phải không? Tề Đẳng Nhàn cười cười nói, kim đồng ngọc nữ, đương nhiên tôi biết. Ngọc nữ đi xuyên qua đám đông, khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì cau mày, cô ta chỉ cảm thấy khí chất của người này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời cô ta lại không nhớ ra. Lúc Tề Đẳng Nhàn vào Ngọc Thạch Quốc đã thay đổi dung mạo, khó có thể nhìn ra tướng mạo. Đôi má hơi gầy trước đây của anh giờ đã trở nên tròn trịa, vẻ ngoài vô cùng phúc hậu, thậm chí hình dáng cơ thể cũng trở nên béo hơn một chút. Dáng người của Tề Đẳng Nhàn giống với Tề Bất Ngữ cha anh. Anh mặc quần áo trông bình thường, thậm chí còn hơi gầy. Cách ngụy trang của Tề Bất Ngữ thậm chí còn kỳ quặc hơn, óc ấy trông giống như một giáo viên trong xã hội cũ vào ngày thường, nhưng khi bắt đầu chiến đấu, ông ấy lại vô cùng đáng sợ. Kim Đồng Ngọc Nữ, hai người này có danh tiếng không nhỏ ở Nam Dương, Trần gia chúng ta trước đây còn mời bọn họ giết chết người của Nam Dương Phủ. Nghe vậy, Trần Ngư không khỏi nheo mắt nói. Cô ta không khỏi tò mò nhìn sự kết hợp kỳ lạ giữa một nam một nữ này, nữ thì cao mập, còn nam lại giống như một đứa trẻ. Đan Liệt chắp tay về phía Kim Đồng Ngọc Nữ nói, hai người xin giúp tôi một việc, xin hắn thả tôi ra, tôi sẽ giao 10 triệu. Kim Đồng thò đầu ra khỏi giỏ, nhàn nhã nói với Tề Đẳng Nhàn, này, chàng trai trẻ, hắn cũng là người Hoa Quốc, nghe anh đây khuyên một câu, thả hắn ra, tôi sẽ đảm bảo cậu bình an rời khỏi Quang Dương. Tề Đẳng Nhàn,
lại cười nói, thằng nhóc này cũng muốn đến dạy tôi làm việc sao? Nghe xong lời này, sắc mặt Ngọc Nữ nhất thời trở nên u ám, điều cô ta ghét nhất chính là có người lấy bề ngoài của Kim Đồng ra nói. Dù sao lúc trước Kim Đồng cũng vì nuôi sống cô ta mà đến công trường lao động nặng nhọc làm khô kiệt thể lực. Nếu không phải những năm đó anh bị đè đến suy sụp thân thể thì vốn dĩ sẽ không thể không lớn lên như thế này. Tên này điên thật rồi, dám nói chuyện với Kim Đồng như vậy. Chỉ riêng việc hắn nói những lời này, Ngọc Nữ cũng sẽ không bao giờ buông tha cho hắn. Đan Liệt nghĩ thầm, trong lòng vui mừng. Hai sát thủ nổi tiếng này được ông lớn bí ẩn mời đến tọa trấn ở tập đoàn N đặc. Gần đây tập đoàn N đặc lại xảy ra xung đột với tập đoàn Vạn Thịnh nên đã không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn để mời hai người này. Người trẻ tuổi, cậu thật điên rồ, cậu thật sự cho rằng có chút kỹ năng có thể bỏ qua anh hùng trong thiên hạ sao? Kim Đồng cười hỏi. Ha ha, phản quốc, tôi, Tề Đẳng Nhàn luôn làm việc không trái lương tâm, không phải họ nói gì thì là cái đó. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, khinh thường cười to. Tề sư phụ, hiện tại ở Ma Đô vẫn đang săn lùng anh trên diện rộng, toàn bộ quốc tế đều đang truy lùng anh, cho nên anh phải cẩn thận. Kim Đồng lo lắng nói. Ngọc Nữ nói, người tốt đúng là không sống lâu, tai họa kéo dài mấy ngàn năm. Thật đáng tiếc anh phạm phải trọng tội như vậy mà còn không chết ở Ma Đô. Kim Đồng quay đầu lại, trừng mắt nhìn Ngọc Nữ nói, không muốn nói thì cứ nói ít đi vài câu. Cái mạng này của chúng ta là do Tề sư phụ buông tha đấy. Sau khi Ngọc Nữ bị anh ta mắng thì lập tức không dám nói nữa, mặc dù cô ta cao mập, to gấp mấy lần Kim Đồng nhưng quyền lên tiếng thực sự vẫn nằm trong tay Kim Đồng. Tề Đẳng Nhàn cười nói, tôi chạm phải rắc rối bằng trời mới phải chạy đến Quang Dương của Ngọc Thạch Quốc. Vậy hai người thì sao, tới nơi này làm gì? Kim Đồng thở dài nói, còn có thể làm cái gì? Tôi đương nhiên là tới kiếm tiền. Lần trước nhiệm vụ thất bại, tôi tổn thất rất nhiều tiền, hơn nữa còn bị anh tống tiền không ít. Nếu không thì không cần phải vất vả như vậy. Tề Đẳng Nhàn trừng to mắt, tức giận nói cho tử tế vào, tống tiền cái gì? Tôi vất vả để cho các người đánh rồi mới đền bù tiền, vậy mà gọi là tống tiền sao? Ngọc Nữ không khỏi khinh thường. Tề Đẳng Nhàn, thấy hai người rất quen thuộc với Đan Liệt, hình như là đang giúp tập đoàn N đặc làm việc. Tập đoàn N đặc đang làm gì, hai người không biết sao? Kim Đồng nói, không có cách nào, tập đoàn N đặc đưa ra giá quá cao, hơn nữa nơi này vốn đã mục nát rồi, chúng ta không kiếm tiền, sẽ có người khác kiếm. Tề Đẳng Nhàn nói, không nhìn ra, tên Chu Quang Vinh này lại hào phóng như vậy. Không phải Chu Quang Vinh ra tiền, mà là ông lớn thần bí kia. Kim Đồng nói, ông lớn sao, tam hùng của tập đoàn N đặc. Lai lịch của ông ta là gì? Tề Đẳng Nhàn có chút hứng thú hỏi. Thật ra ông lớn không tồn tại, mà là một gia tộc. Gia tộc này, Tề sư phụ, anh nên biết, chính là gia tộc thượng quan của Hồng Bang ở Mỹ. Cách đây không lâu, gia tộc thượng quan còn treo giải thưởng cho chúng tôi, lấy được đầu của anh sẽ thưởng 80 triệu lượng vàng. Kim Đồng nhẹ nhàng nói. Tề Đẳng Nhàn vừa nghe đã vui vẻ nói. Không phải ông đây vừa nhận 18 triệu lượng vàng của thượng quan cảnh đào, không làm việc cho há lại mạnh mẽ chỉnh đốn bọn họ một hồi sao? Có đáng phải bụng dạ hẹp hòi như vậy không? Những lời này trực tiếp làm cho cặp đôi Kim Đồng Ngọc Nữ như bị sét đánh, loại ngoài giòn trong mềm. Nghe này, có thể nói tiếng người không? Đã thu của người ta hơn 10 triệu lượng vàng còn không thèm làm việc, lại còn cố ý chỉnh người ta. Họ không muốn lấy đầu anh thì còn lấy đầu ai? Nhưng mà nói lại thì thượng quan gia thật đúng là keo kiệt, đầu của tôi mà chỉ có giá trị 80 triệu lượng vàng. Tề Đẳng Nhàn, chỉ vào đầu của chính mình, phải biết rằng, ông đây chỉ cần tùy ý lừa gạt. Tùy ý kiếm đã là 2 tỷ hoa quốc tệ. Lúc này, Giang Sơn Hải đang trong bệnh viện tâm thần ở Ma Đô, đang cầm một khối ngọc tủy hét lên với một đám lão nhân, tao là đà chủ của Long Môn ở Ma Đô, chờ khi thấy tao, còn không quỳ xuống. Khi nào bạn nhìn thấy tôi? Kim Đồng cười ngượng ngùng, không dám lại lên tiếng. Ngọc Nữ hừ lạnh một tiếng. Tề Đẳng Nhàn cười nói, hay là chúng ta giết Đan Liệt kia, sau đó làm mặt nạ ra người cho hắn ta đeo lên, hai người mang đến thượng quan ra lấy tiền. Chấm chấm chấm. Kim Đồng Ngọc Nữ nhìn nhau, không nói nên lời, họ là ai?
Kim Đồng ho khan liên tục nói, Tề sư phụ, ngài chỉ cần cẩn thận chút là được. Thượng quan gia cũng có chút năng lực, nhiều tông sư quyền thuật ở nước Mỹ đang làm việc cho họ. Tề Đẳng Nhàn, cười nói, được rồi, tôi đã biết, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói, hai người ở đây kiếm tiền, nhưng đừng làm gì quá đáng. Đương nhiên, tôi không phải cảnh cáo mà chỉ đang nhắc nhở. Nếu làm quá nhiều việc xấu, sớm muộn gì cũng sẽ bị trời trừng phạt. Vẻ mặt Kim Đồng trở nên nghiêm túc, nói, Tề sư phụ, ngài đừng lo lắng, chúng tôi vì khó khăn mới đến đây, sẽ không làm những việc vô lương tâm như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi không thể giúp những người bị lừa đến đây, dù sao sức lực của chúng tôi cũng có hạn. Hơn nữa, bọn họ thật sự là ngu ngốc. Phải có tấm lòng đồng cảm mới có thể trở thành một cường giả thực sự. Tề Đẳng Nhàn đưa tay chạm vào đầu Kim Đồng, giống như con trai mình. Sắc mặt Kim Đồng lập tức tối sầm lại, hắn ta cảm thấy người này thật sự coi mình như con trai. Tuy nhiên, lời nói của Tề Đẳng Nhàn cũng khiến hắn ta cảm thấy rất có lý. Công phu của Tề sư phụ rất cao, nhưng ở Quang Dương, nơi cá rồng trộn lẫn thì vẫn phải cẩn thận. Ở đây có rất nhiều lực lượng vũ trang tư nhân, còn có quân phiệt, tập đoàn Vạn Thịnh cũng ở vùng nước sâu. Hơn nữa, lực lượng trong nước đang theo dõi tình hình ở đây. Nếu quá nổi tiếng, có thể sẽ bị lộ, khiến người đuổi giết. Kim Đồng nhắc nhở, cho dù Tề Đẳng Nhàn có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn chỉ có một mình. Sau khi nói chuyện vài câu với Tề Đăng Nhàn, Kim Đồng dẫn theo Ngọc Nữ nói tạm biệt với hắn. Ngọc Nữ nói, anh nói nhiều như vậy với họ Tề kia để làm gì? Em thấy hắn ta không giống người tốt, anh lại không tin em, cái này đã phạm phải tội phản quốc rồi. Kim Đồng nói, phụ nữ như em thì biết cái gì? Hắn lần này xuất hiện ở đây, quá nửa là đến để đối phó với gia tộc thượng quan, cả tập đoàn N đặc cũng dính phải xui xẻo theo. Ngọc Nữ ngẩn người, nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta đánh không lại hắn. Hơn nữa còn phải làm việc giúp tập đoàn N đặc nữa, dù sao cũng đã lấy tiền rồi. Kim Đồng hừ lạnh một tiếng, nói chuyện này không sao đâu, chúng ta lấy thêm chút tiền nữa, vào thời khắc mấu chốt thì chạy trốn là được rồi. Tập đoàn N đặc không có lấy nổi một người tốt, là một đám rác rưởi luôn hút máu người, còn chuyên môn ra tay tàn độc với đồng bào của mình. Ngọc Nữ cảm thấy Kim Đồng hình như đã học xấu rồi, bây giờ vậy mà lại nghĩ làm sao để lừa tiền. Cô ta cho rằng, đây nhất định là do họ Tề kia dạy hư, dù sao tên kia cũng nổi tiếng là chuyên lừa gạt. Đợi cho đến khi hai người này rời đi rồi, Trần Ngư mới trở về. Tề Đẳng Nhàn nhìn xung quanh một lúc, sau đó mới nói, ôi, ở gần đây hình như không có nhà vệ sinh công cộng nhỉ. Sắc mặt Trần Ngư tối sầm lại, lạnh lùng nói, anh biết nhiều lắm đấy, anh là Donald Trump à. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười. Nói, hiếm khi được thấy Trần Đại Tiểu Thư gấp gáp như vậy nhỉ. Hai người trở về chỗ ở mà Trần Tiên Hà đã sắp xếp, Trần Ngư sau khi vào nhà thì đi tẩy trang, không có một người con gái nào thích việc phải giả làm gái xấu. Lúc trước anh có quen hai người Kim Đồng và Ngọc Nữ này à? Có thể thấy được, họ rất sợ anh, Trần Ngư thản nhiên nói. Lần trước bọn họ muốn giết Tôn Phu Nhân, bị tôi làm hỏng chuyện. Tề Đẳng Nhàn ngồi trên sofa. Thời tiết quỷ quái ở đây nóng đến mức khiến hắn đến nhúc nhích cũng lười. Hơn nữa, Trần Ngư ăn mặc mát mẻ lại khá là mát mẻ, hắn không dám nhìn thêm hai lần. Trần Ngư hỏi, họ đang làm việc cho tập đoàn N đặc à? Tề Đẳng Nhàn nói, đại tiên sinh của tập đoàn N đặc mời bọn họ tới, tên đại tiên sinh này, thật ra chính là người của gia tộc thượng quan ở Hồng Bang của nước Mỹ. Trần Ngư nghe hắn nói như vậy. Cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, nói tay của thượng quan gia tộc này duỗi cũng dài nhỉ, đã cắm rễ ở Mỹ nhiều năm như vậy rồi mà còn chạy tới Ngọc Thạch Quốc để chơi mấy cái thủ đoạn này. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, bên Mỹ kia có kỹ thuật y học phát triển, phẫu thuật cấy ghép nội tạng khá nhiều, thật đáng giá không ít tiền đó. Hơn nữa, gia tộc thượng quan tất nhiên là có hợp tác với một thế lực nào đó ở trong nước, nếu không, lúc trước Ngọc Tiểu Long động vào viên thăng lộc. Thì bọn họ cần gì phải gấp gáp chạy tới đưa tiền cho tôi như thế? Trần Ngư cười nói, không phải nói gia tộc thượng quan đã leo được lên chi nhánh của Rothschild ở Mỹ sao? Có thiếu tiền như vậy không? Tề Đẳng Nhàn nói, ở bên Ngọc Thạch Quốc này có thể kiếm được khá nhiều tài nguyên, cô cũng không phải không biết,
Ở đó không chỉ là đá thô, thận, cá độ, mà còn có một thứ có nhiều lợi nhuận nhất. Trần Ngư bừng tỉnh, nói, ma túy. Trong lúc nhất thời cô cũng không nhớ tới chuyện này, sau khi Tề Đẳng Nhàn nói xong thì lập tức có phản ứng. Quang Dương là nơi tiếp giáp với khu vực Tam Giác Vàng, là khu vực nguy hiểm khét tiếng nhất trên thế giới, chiếm gần một nửa số lượng ma túy trên toàn thế giới. Ngày mai chúng ta hành động đi, tôi tìm người tiếp xúc với Mạc Khang, cậu đi tìm U Mạc. Chẳng qua, tôi rất tò mò. Nếu người phụ nữ này mà một mực không chịu tỉnh ngộ, anh sẽ làm như thế nào? Trần Ngư nhìn Tề Đẳng Nhàn, vẻ mặt đầy nghiền ngẫm, hỏi. Mục đích chủ yếu mà Tề Đẳng Nhàn chạy đến nơi này, đó là vì đưa U Mạc đi, cũng chính là Lục Linh Linh, nhưng từ những biến hóa trong mấy năm nay của Lục Linh Linh mà nói, chỉ sợ cô ta không nhất định sẽ đồng ý rời đi cùng Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, đương nhiên là để cho cô ta nếm thử sự tàn nhẫn và độc ác của xã hội này. Trần Ngư nói, cô ta bò lên ở bên này, chỉ sợ cũng đã có không ít lần bị đánh đập. Anh dùng vũ lực uy hiếp cô ta, chỉ sợ là sẽ không có tác dụng nhỉ. Tề Đẳng Nhàn nói, nếu cô ta là em gái của Lục Chiến Long, vậy thì nhất định sẽ còn chút lương chi. Trần Ngư dặn dò, vậy anh ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, Lục Chiến Long đã chết rồi, người của Triệu gia nhất định đã biết anh sẽ tới cứu Lục Linh Linh, chưa chắc sẽ không nhằm vào anh. Sau khi Lục Chiến Long chết, giá trị của Lục Linh Linh đối với những kẻ có dã tâm kia đã không còn gì. Chẳng qua, bọn họ biết Tề Đẳng Nhàn nhất định sẽ hoàn thành lời dặn dò và di nguyện của Lục Chiến Long, quá nửa sẽ đến để tìm Lục Linh Linh. Tôi biết mà, bọn họ muốn nhắm vào thì cứ việc đến là được rồi, đến một người tôi sẽ giết một người. Trong mắt Tề Đẳng Nhàn tràn ngập sát khí. Cảnh giới bây giờ của hắn, cho dù là thể năng, hay là linh hồn, cũng đã vượt ra khỏi định mức của nhân loại rồi, thậm chí việc tức giận đối với hắn mà nói cũng là một chuyện rất kỳ lạ. Nhưng mà, lúc nhắc tới Triệu gia, trong nội tâm hắn vẫn khó có thể che giấu loại tức giận này. Những người quyền quý này, chà đạp lên nhân tính, chà đạp lên nhân cách, chà đạp lên tôn nghiêm làm người, đến cả nam tử hán như Lục Chiến Long cũng bị bọn họ ép buộc đến mức phải đoạn tuyệt. Tề Đẳng Nhàn nếu đã làm ra loại chuyện lớn chọc thủng trời rồi, bây giờ còn đang ở nước ngoài, tự nhiên là trời cao mặc chim bay, gặp phải những thế lực đối địch này, cũng không cần băn khoăn gì đến ảnh hưởng hay là hậu quả gì cả, cứ động thủ đánh chết luôn là được. Tôi rất tán thưởng thái độ này của anh, nhưng anh làm như vậy, có thể sẽ cách đường về nước càng ngày càng xa. Trần Ngư cười nói. Chỉ cần tôi có đủ lợi ích để cho đại đa số mọi người động lòng, vậy thì tôi sẽ có thể trở về. Huống chi, chân tướng cũng không phải sẽ bị chôn vùi mãi, oan khuất của Lục Chiến Long, sớm muộn gì cũng có một ngày được công khai trước mặt tất cả mọi người. Tề Đẳng Nhàn nói. Trần Ngư hỏi, tại sao anh lại cảm thấy như vậy? Tề Đẳng Nhàn nói, bởi vì, công bằng sẽ như nước lớn cuồn cuộn, công lý tất sẽ như dòng sông chảy xiết ở trong lòng người. Trần Ngư nghe xong cũng gật gật đầu, nói, mong muốn của Lục Chiến Long, cũng là ước nguyện của chúng ta. Sau khi nói xong lời này, cô ngáp một cái thật lớn, sau đó duỗi thẳng lưng. Vòng eo mảnh khảnh cân xứng lộ ra ngoài, mang theo mép áo lót khiến người ta thèm nhỏ dãi, phía trên rốn còn có một cái đinh gợi cảm. Nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng mệt rồi, ngày mai làm việc tốt hơn. Trần Ngư lười biếng lắc lư eo nhỏ, đi về phía phòng. Lúc đi được một nửa, cô bỗng nhiên quay đầu cười, nói, gần đây anh cũng không cần tôi gửi cho anh mấy bức ảnh chụp tự sướng nhỉ. Nếu anh thấy chán, thì nhớ gõ cửa rồi đánh thức tôi dậy, cho anh ngắm chân một chút. Tề Đẳng Nhàn không khỏi hít mạnh một hơi, người phụ nữ này, nhất định là cố ý. Quả nhiên, khoảng cách sinh ra cái đẹp, trong lòng Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ. Cùng lúc đó, ở nhà tù U Đô cách đó vạn dặm, Tề Bất Ngữ nhận được một bức thư. Sau khi Tề Đẳng Nhàn bị truy nã, tất cả khu vực ở xung quanh nhà tù U Đô đều bị giám sát, ngay cả bức thư đưa vào cũng đã bị kiểm tra qua. Tề Bất Ngữ chậm rãi xé rách bì thư, sau đó rút ra một quyển Hoàng Đế Nội Kinh từ trong giá sách ở phía sau, một bên đối chiếu nội dung ở trên bức thư, một bên lật sách. Đồng thời, mỗi khi lật một vài trang, ông sẽ cầm bút và viết một đoạn lên trên giấy. Sau khi viết được khoảng vài trăm từ, ông gật đầu rồi tiện tay đốt cháy tờ giấy đó.
Phanh, phanh, phanh. Tề Bất Ngữ vỗ mạnh một vào cánh cửa của nhà giam. Kẻ nào ngu ngốc dám quấy rầy giấc ngủ trưa của ông đây? Có phải là chán sống rồi không? Tiếng kêu kiêu ngạo của dạ ma từ trong nhà giam truyền ra. Sau đó, cánh cửa sắt bị anh ta mở ra. Sau khi nhìn thấy Tề Bất Ngữ đứng ở cửa với vẻ mặt tươi cười, dạ ma bộc một cái quỳ xuống đất, nói tôi là kẻ ngốc. Đại đương gia, có chuyện gì thế? Các phạm nhân trong tù đều nghe thấy tuyên ngôn độc lập của dạ ma, nhịn không nổi mà mở cửa thò nửa cái đầu ra ngoài, cả đám cười hắc hắc quái dị. Nốt. Nguyên văn là dòng oang, nó bắt nguồn từ việc Donald Trump quá tự tin, thường nói ông hiểu rõ rất nhiều lĩnh vực, câu phổ biến là không ai hiểu XXX hơn tôi. Bài phát biểu của ông thường làm hài lòng đa số cư dân mạng nên được cư dân mạng đặc biệt danh là dòng oang vô hiểu biết. Dạ ma quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, cảm thấy não của mình tàn thật rồi, lại dám nói ra mấy lời ngu xuẩn này. Những phạm nhân khác cười quái dị một lúc, hôm nay thật là náo nhiệt. Ừ, Tề Bất Ngữ nhẹ nhàng ừ một tiếng, vẫy vẫy tay với mấy phạm nhân đang thò đầu ra ở bên cạnh. Mấy phạm nhân này không nói hai lời đã bước ra, chỉ thấy hắn vươn tay, chỉ dạ ma, sau đó lại chỉ cái thắt lưng ở ngang hông của mình. Hiểu rồi, hiểu rồi. Mấy phạm nhân kích động như bị tưới máu gà, không biết lấy từ đâu ra một cái dây gai, cười quái dị rồi xông tới. Dạ ma vẻ mặt hoảng sợ nói, đại đương gia, tôi chỉ là vô ý mạo phạm thôi. Nếu biết là ngài đến thì cho tôi 1000 lá gan tôi cũng không dám nói như vậy mà. Ngu xuẩn thì cần phải dạy dỗ một chút. Trong phòng giam của dạ ma, truyền ra âm thanh bình chân như vải của đồ tể. Mấy phạm nhân kia tựa như cuồng ma chơi SM, trói dạ ma từ trên xuống dưới, sau đó khiêng lên vai, giống như mấy tên giặc cỏ vào thôn bắt được hoa cô nương. Đại ca dạ ma à, đừng trách các huynh đệ nhé. Đây là mệnh lệnh của đại đương gia mà. Đúng đúng đúng, anh dạ ma à, nhất định đừng có ghi hận đó, cũng không cần nửa đêm lại đến phòng giam của chúng ta rồi đánh chúng ta đâu. Trói một mình anh, là hạnh phúc của ngàn vạn nhà, anh dạ ma à, hy sinh một chút thôi nhé. Những người này trong miệng đầy những lời áy náy, nhưng ai nấy cũng đang hi hi ha ha, khiêng dạ ma ra đến cửa nhà giam. Sau khi đến bãi tập, một phạm nhân trơn tru quăng dây thừng lên, ném lên trên, bộp một tiếng, đã treo lên đỉnh cột sắt của đèn đường, lúc dây thừng buông xuống, hắn thuận theo mà kéo một phát, dạ ma đã kêu như quỷ rồi bị treo ngược lên. Dạ ma tức giận đến nỗi cả người run rẩy, giận dữ nói, cũng là bởi vì có đám chó như các người nên đại đương gia và nhị đương gia mới có thể kiêu ngạo như vậy. Ha ha ha, anh à, anh đang nói đùa đấy à, lúc trước khi mà tôi bị nhị đương gia treo lên. Anh đã móc hàng ra rồi tè lên mặt tôi đấy. Đúng thế, đại ca của chúng ta đừng nói nhị ca nữa, đều là cá mè một lứa cả thôi. Đại đương gia cũng coi là ôn hòa, nếu là nhị đương gia, chắc sẽ để cho anh tự mình cắt đứt chân, sau đó lại bảo các huynh đệ dựng cho anh một cái giường ở nhà vệ sinh. Mọi người hi hi ha ha, có người thậm chí còn thừa dịp loạn lạc mà cho dạ ma hai cái tát. Đúng thế. Truyền thống tốt đẹp ở nhà tù Udo, từ khi sinh ra tới nay, đây là lần thứ ba mà dạ ma được trải nghiệm. Dạ ma bị treo ở dưới đèn đường, tung bay trong gió. Mẹ nó, xui xẻo thật, cũng là do nhị đương gia gần đây phản quốc, nên khiến cho tâm trạng của đại đương gia không tốt, nếu không, chỉ mạo phạm một câu, cũng sẽ không đến mức như vậy. Dạ ma khóc không ra nước mắt, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng đau đớn. Không biết là tên chó chết nào lén lút xuống chân. Ở nhà tù Udo, người phạm phải sai lầm, sẽ bị treo lên ở đây để trừng trị. Đây là truyền thống tốt đẹp sau khi Tề Đảng nhàn nắm quyền, mà những phạm nhân khác cũng nhàn rỗi đến nỗi đau chứng, thỉnh thoảng sẽ ra đây động chân động tay ngầm một chút để làm cho mình vui vẻ hơn. Dạ ma nhìn thấy Tề Bất Ngữ đang sóng vai đi ra khỏi nhà tù cùng với đồ tể, không khỏi rơi nước mắt, hô to, đại đương gia, tôi sai rồi. Tha cho tôi đi mà. Tề Bất Ngữ nhìn hắn một cái, sau đó giơ tay lên với mấy phạm nhân đang vây quanh hắn, mấy phạm nhân lập tức tăng thêm quyền cước đấm đá. Đồ tể không khỏi cười quái dị nói, tên ngốc này có cái miệng thối, đáng đời bị trừng trị. Lúc này, một âm thanh âm trầm và hẹp hòi truyền đến, A-di-đà Phật, nếu không thì để cho bần tăng siêu độ hắn nhé. Dạ ma nghe được âm thanh này,
đã sợ tới mức giật mình, hắn bây giờ đang bị trói, không phản kháng được, nếu oán quỷ thật sự đến siêu độ hắn, thì hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Tề Bất Ngữ nhướng mày, đưa tay chỉ vào trong nhà giam. Oán quỷ vừa mới lên tiếng lập tức giật mình, vội vàng nói, đúng vậy, tôi sẽ trở về phòng giam đợi. Nói xong lời này, hắn ta ảo não rời đi. Đại đương gia, ngài đây là muốn dẫn tôi ra ngoài canh chừng ư? Đồ tể phát hiện có gì đó không ổn, Tề Bất Ngữ đây là muốn dẫn theo hắn ta ra ngoài nhà tù U Đô. Từ trong mũi của Tề Bất Ngữ phun ra thanh âm nhẹ nhàng, gật gật đầu. Mặt đồ tể suy sụp, sợ đến mức sắp tè ra quần, nói, đừng. Tôi cũng không phạm phải chuyện gì đó chứ, không cần phải giết chết tôi chứ. Tề Bất Ngữ ngẩn người, sau đó chỉ mũi mình, ý là anh nhìn tôi giống người tàn bạo như thế sao? Đi được một nửa, Tề Bất Ngữ đã nhìn thấy Tham Lang đang ngồi xổm ở trên bậc thềm tìm thuốc lá, lập tức ho mạnh một cái. Tham Lang quay đầu lại, cuống quýt ném điếu thuốc trong tay đi, lau tay, rồi vội vội vàng vàng chạy tới, nói, đại đương gia, tìm tôi có việc gì thế? Tề Bất Ngữ giơ ngón tay lên. Tham Lang lập tức gật đầu, nói, hiểu rồi, đây là có chuyện gì cần làm sao? Hai ngón tay của Tề Bất Ngữ di chuyển qua lại hai cái. Đồ tể có chút choáng váng. Tham Lang nhíu nhíu mày, nói, có chuột ạ. Tề Bất Ngữ ừ một tiếng, sau đó khép năm ngón tay lại, cụp xuống hết. Tham Lang nhe răng trợn mắt cười nói, hiểu rồi, hiểu rồi. Mấy con chuột này thật là to gan lớn mật, lại dám đến để giám thị đại đương gia của chúng ta, giết chết bọn họ thôi. Đồ tể có chút tò mò mà nhìn Tham Lang, nhịn không được mà hỏi, đại đương gia chưa bao giờ dùng mấy loại ngôn ngữ ký hiệu chính quy, hắn muốn nói cái gì, anh làm sao mà đoán được hết tất cả thế? Tham Lang đắc ý nói, cái đó gọi là thiên phú dị bẩm đấy, CMN là thiên phú dị bẩm. Nếu mà mày có cái năng lực này của tao thì cũng có thể hóng gió thêm 3 tiếng nữa. Tham Lang ở trong nhà tù này, tựa như là người phiên dịch chuyên dùng của Tề Bất Ngữ. Bởi vì, Tề Bất Ngữ tuy rằng là một người câm, thế nhưng lại chưa bao giờ dùng ngôn ngữ ký hiệu, muốn nói cái gì, cũng là tùy ý mà khoa tay múa chân. Người có thể hiểu ý của hắn, không có mấy người, Tham Lang lại là một trong số đó. Đồ tể điên cuồng trợn trắng mắt. Nói, chúng ta đang muốn làm cái gì thế? Tham Lang giơ hai ngón tay hướng về phía đồ tể. Đồ tể chửi một câu đờ cờ mờ, lấy ra một điếu thuốc ném vào tay của hắn, mắng, tên chó chết, sớm muộn gì cũng bị ung thư phổi cho xem. Tham Lang đốt điếu thuốc một cái, rồi ngậm trong miệng mà hút, cười nói, đại đương gia muốn đi ra ngoài để giết chuột, nói là ở gần nhà tù U Đô của chúng ta có thêm không ít chuột, hai người chúng ta chỉ cần nhặt xác là được. Mẹ kiếp, đại đương gia muốn tự mình ra tay sao? Vậy thì có cái đáng để xe rồi. Đồ tể nghe xong, cũng hưng phấn lên không ít. Phanh phanh. Tề Bất Ngữ đứng ở cửa lớn của nhà tù U Đô, vỗ mạnh vào cánh cửa sắt cực lớn. Quản ngục ở phía trên nhìn thoáng qua, cười nói, đại đương gia, chờ một chút nhé. Một lát sau, hắn ta ấn vào cơ quan, lúc này cửa sắt mới từ từ mở ra. Tề Bất Ngữ dẫn theo hai người đi ra ngoài, ở bên ngoài nhà tù U Đô là núi sâu rừng già, đường xá cũng vô cùng khó đi. Đi ra đại khái được khoảng một dặm gần 1,7 km, Tề Bất Ngữ giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón cái chụm lại, cho vào miệng mình, huýt một tiếng như thổi còi. Đây là đang làm gì thế? Đồ tể nhìn về phía Tham Lang, có chút khó hiểu mà hỏi. Tham Lang cũng mang vẻ mặt ngây ngô, lắc đầu. Thao tác này của Tề Bất Ngữ, hắn cũng có chút không hiểu nổi. Đồ tể lập tức khinh thường, nói, chỉ có vậy, mà dám mẹ nó tự xưng là quan phiên dịch chuyên dụng. Tham Lang hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nghe thấy trong bụi cỏ truyền đến tiếng sàn sạt, hơn nữa, cả người hắn có một loại cảm giác như đang lâm đại địch, rợn cả tóc gáy. Đồ tể cũng nhìn theo, thì nhìn thấy một con hổ núi khổng lồ chui ra từ trong bụi cỏ. Con hổ núi này chỉ sợ vừa mới săn bắt xong, trong miệng còn đầy máu tươi, trên răng nanh cũng dính cả thịt vụn. À, đây không phải là con đại hoàng mà đại đương gia nuôi sao? Sau khi nhìn rõ con hổ, đồ tể không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đại hoàng đi tới bên cạnh Tề Bất Ngữ rồi nằm sấp xuống, Tề Bất Ngữ xoay người ngồi lên,
sau đó đưa tay chỉ về phía trước. Đại hoàng gầm nhẹ một tiếng, sau đó trở Tề Bất Ngữ đi về phía trước. Đồ Tể nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, sau đó thở dài nói, đại đương gia quả nhiên là đại đương gia, cái sự ngầu lòi này, cho dù là nhị đương gia cũng không so được. Tham Lang cười lạnh nói, nhị đương gia tính là cái lông gì, bản lĩnh giả vờ ngầu lòi của hắn, là do đại đương gia dạy đấy. Đại đương gia, mới đúng là người ngầu nhất. Tề Bất Ngữ quay đầu lại, không kiên nhẫn nhìn về phía hai người một cái, sau đó phất phất tay. Hai người này không dám rong dài nữa, vội vàng đuổi theo. Đại hoàng chạy rất nhanh, nhưng lực chân của hai người cũng không kém, đi theo sát nút ở phía sau. Đại hoàng chở Tề Bất Ngữ xuyên qua giữa núi rừng, một đường chạy ra ngoài vài km, rồi mới ngừng lại. Mẹ nó, ai thế kia, cưỡi hổ tới đây đó. Trong rừng rậm, có người nhìn không được mà hô lên, trong mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống đất. Tề Bất Ngữ vào lúc này đã vỗ vỗ đầu đại hoàng, vì thế, đại hoàng ngừng lại, từ từ nằm sấp xuống. Hai người Tham Lang và Đồ Tề cũng đã chạy đến bên cạnh hắn. Tề Bất Ngữ nhìn về phía trước mà làm ra một động tác, tay trái phất qua cổ một cái, sau đó lại nhẹ nhàng gõ vào trên tay phải. Đồ Tể quay đầu nhìn về phía Tham Lang, nói, đại đương gia có ý gì thế? Tham Lang hắng giọng, lớn tiếng hô về phía rừng rậm ở trước mặt, người bên trong nghe rõ đây, các người đã bị đại đương gia của chúng ta theo dõi, nếu thông minh, thì nhanh chóng rời đi đi, nếu còn dám ở lại, giết không tha. Người đang ở trong rừng rậm sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tên cầm điếc này coi mình là ai thế? Dám đe dọa chúng ta như vậy sao? Quá đề cao bản thân nhỉ, không để chúng ta vào mắt sao? Tiểu đội ở trong rừng rậm, lập tức đen mặt cả lũ, trong mắt mỗi tên đều đằng đằng sát khí. Đội trưởng, có muốn ra ngoài dạy dỗ cho hắn một chút không? Một đội viên trầm giọng hỏi, vốn là cấp trên phái chúng ta đến chỗ chim không thèm ỉa này đã đủ cay cú rồi, vậy mà còn phải chịu đựng sự khiêu khích của một tên câm sao? Đội trưởng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, không vội. Đợi mệnh lệnh của huấn luyện viên rồi nói sau. Mọi người lập tức hướng ánh mắt về phía một người đàn ông dáng người cao ngất, người này tên là Đường Viêm, từng đảm nhiệm nhiệm vụ làm bảo tiêu bên người của những nhân vật trọng yếu ở Trung Khi, gặp qua vô số cao thủ, trải qua vô số sóng to gió lớn. Đường Viêm hít sâu một hơi, nói tôi đi ra ngoài trả lời hắn, các người án binh bất động. Không cần đi ra, đại đương gia đã vào trong rồi. M thanh của Tham Lang không biết từ lúc nào đã thăm thẳm truyền vào trong rừng rậm. Những người này dương mắt nhìn, nhất thời sửng sốt, ở phía trước bãi đất trống, đã không nhìn thấy bóng dáng của Tề Bất Ngữ nữa. Lại nhìn kỹ lại, Tề Bất Ngữ đã cưỡi hổ đến trước mặt bọn họ cách không đến 10 mét. Tên Tề Câm Niếc này, dường như so với năm đó còn khủng bố hơn rồi. Người Triệu gia nói công phu của hắn đã luyện thành thần, cũng không biết là thật hay giả. Đường Viêm híp mắt lại, trong lòng lạnh lùng nghĩ. Tề Bất Ngữ nhảy xuống từ trên lưng đại hoàng, đưa tay chỉ ra ngoài rừng, sau đó lại phất qua cổ mình. Các ngươi là cút ngay lập tức, hay là muốn chết luôn? Tham Lang là một phiên dịch viên rất có năng lực, lập tức nói lại ý của Tề Bất Ngữ cho bọn họ nghe. Tất cả mọi người nhìn không được mà nổi giận, cái tên câm điếc này quá kiêu ngạo rồi. Một đội viên không thể chịu đựng được loại nhục nhã này, cánh tay đã duỗi ra, bùm một phát súng, ngắm về phía đầu của Tề Bất Ngữ. Chẳng qua, trong nháy mắt trước khi hắn nổ súng, chân của Tề Bất Ngữ đã câu một tảng đá lên. Trong nháy mắt khi ngón tay của hắn sắp bóp cò, tảng đá bị Tề Bất Ngữ câu đang bay lên, chặn ở phía trước hắn. Bùm! Tiếng súng vang lên, viên đạn bắn vào tảng đá, làm nó vỡ vụn. Nhưng cũng bởi vì có khối đá bướng bỉnh này ngăn cản, động năng sau khi viên đạn được bắn ra, đã bị cản phần lớn. Vô số đá vụn bắn ra ngoài, nhưng không có lấy một viên rơi vào người Tề Bất Ngữ. Nhưng viên đạn vẫn đang bay thẳng tới. Tề Bất Ngữ nhấc tay phải lên, như Già Diệp là một trong 10 đệ tử lớn nhất của Đức Phật cầm hoa, bàn tay to giơ ra tạo thành một chảo ở phía trước. Cái này! Hiện trường, chỉ còn lại âm thanh hít lạnh. Bọn họ không dám tin mà nhìn vào Tề Bất Ngữ, dường như không thể nào tin vào mắt mình. Bởi vì,
bàn tay Tề Bất Ngữ đã mở ra, một viên đạn đã biến dạng, đang yên lặng nằm ở giữa lòng bàn tay hắn. Bàn tay Tề Bất Ngữ lật lại, viên đạn rơi xuống, trên mặt hắn hiện ra một chút không vui, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiến sĩ vừa mới nổ súng kia. Chiến sĩ này chỉ cảm thấy ánh nhìn đó so với bị hổ nhìn chằm chằm còn khủng bố hơn, hắn đã từng gặp qua những tên khủng bố hung dữ vô cùng tàn ác, cũng có thể mặt không đổi sắc mà đối mặt, nhưng vào giờ phút này, hắn lại có cảm giác như trời cũng muốn sụp xuống rồi đè chết mình vậy. Tề Câm Điếc, bây giờ chúng tôi sẽ rời đi. Đường Viêm phục hồi tinh thần lại, rốt cục cũng ý thức được, Tề Bất Ngữ quả thật không phải nhân vật mà mình có khả năng chống lại, lập tức lớn tiếng quát. Nhưng Tề Bất Ngữ cũng đã di chuyển. Tham Lang nhe răng cười nói, nổ súng, giả vờ ngầu xong đã muốn rời đi à? Cho các người cơ hội rồi, là do các người không cần. Người đầu tiên mà Tề Bất Ngữ động vào, là tên vừa mới nổ súng ngắm vào hắn. Hắn bước đi như gió, ma sát vào mặt đất mà đi, nhưng hết lần này tới lần khác lại nhanh đến thái quá, khoảng cách 10 mét, chỉ trong lúc chớp mắt, thoáng cái đã đến trước mặt người này. Người này theo bản năng giơ tay lên muốn nổ súng, nhưng súng còn chưa lấy được ra, trên đầu đã trúng một cái tát mạnh. Người này chỉ cảm thấy cổ mình đã mềm nhũn như mới sinh, sau đó, còn nghe thấy tiếng rắc rắc liên tục kêu lên ở xương sống của mình. Trong ánh mắt hoảng sợ của những người bên cạnh, đầu của hắn thoáng cái đã không còn, giống như lắp lò xo, bị một cái tát của Tề Bất Ngữ làm cho gập vào trong lồng ngực. Lúc này, viên đạn Tề Bất Ngữ mà vừa mới bắt được, mới sắp rơi xuống đất. Thi thể đầu gập vào trong lồng ngực kia, bộp một cái mà ngã ngửa ra sau, khẩu súng trong tay cũng bị rơi xuống. Sắc mặt Đường Viêm cứng đờ, không khỏi nhớ tới đêm đó, vị đại thiếu gia của Tạ gia kia bị Tề Bất Ngữ đuổi giết đến tận cửa quốc hội. Hắn cũng là bị một cái tát của Tề Bất Ngữ đánh chết. Bang 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 bang. Sau khi thi thể kia ngã xuống đất, tiếng súng như đậu nổ truyền ra từ trong rừng rậm. Thỉnh thoảng, còn truyền đến một hai tiếng đại hoàng giống giận. Tham Lang móc điếu thuốc vừa mới được đồ tể cho ra, lúc nãy hắn mới hút một nửa, sau đó đã dập lửa, bây giờ hút một nửa còn lại là vừa đẹp. Đồ tể ngồi xổm trên mặt đất, khóe miệng co giật, lẩm bẩm nói, mẹ nó chứ, ai mới là đồ tể thật sự thế? Giết gà cũng không thể giết lợi nhuận như vậy được chứ? Tham Lang chậc chậc lưỡi, nói, mập mạp à, những người này có phải là não bị tàn hay không thế? Hãm hại nhị đương ra phản quốc, còn phái một lượng lớn người đến trước cửa của nhà tù U Đô ngồi xổm canh chừng, mày nói xem, đại đương ra có thể không tức giận sao? Đồ tể đang hút thuốc, bị sặc mạnh một phát, nói, hít. Cá sấu kéo đuôi, ai nha, đây là một chiêu song long đoạt câu. Mẹ ơi, quá hung tàn, đến cả phượng nhãn tiêm cũng dùng luôn rồi. Tham Lang trong lúc nhất thời cũng quên hút điếu thuốc ở trong tay, hai má co giật, tuy hắn giết người như ma, nhưng sau khi nhìn thấy thảm án trong rừng rậm này, cũng không khỏi có chút mắc tè. Tề Bất Ngữ hôm nay giết đến điên luôn rồi. Giống như đêm lần trước ở đế đô vậy. Những người được bố trí ở trong rừng rậm này, toàn quân đã bị tiêu diệt. Hà! Một tiếng giòn vang, Tề Bất Ngữ thu hồi nắm đấm của mình lại, đối phương che vị trí có trái tim mà ngã xuống, sau lưng gồ lên một cái túi lớn, trái tim bị lực đạo của một quyền này đánh cho nát bấy. Hơn 20 người, không có một ai còn sống. Ở trong loại địa hình phức tạp như này, Tề Bất Ngữ quả thực là như cá gặp nước, đối phương tất nhiên là có nhiều người nhiều súng, nhưng mà, ở nơi này có quá nhiều vật che chắn. Rất khó để tạo nên vòng vây có hiệu quả và gây sát thương với Tề Bất Ngữ. Thứ mà bọn họ phải đối mặt cuối cùng, chỉ có thể là từng người bị từng cú đấm đánh tan tác. Đường Viêm ngã trên mặt đất, nhìn bóng dáng như ma thần của Tề Bất Ngữ, trên mặt lộ ra một chút cười khổ, nói, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi, khi tên Tề Câm Điếc như anh phát điên lên, vẫn tàn nhẫn như vậy. Tề Bất Ngữ cúi đầu nhìn hắn, áo sơ mi trắng trên người đã dính đầy máu tươi. Có trăm ngàn lỗ thủng, khắp nơi đều là vết đạn, áo chống đạn ở phía dưới rõ ràng đến mức có thể thấy được, từng viên đạn đã biến hình, khảm một đống ở trong áo chống đạn bằng gốm có thật nhe. Tên dạ ma ngu ngốc kia, lúc trước chúng ta đi cùng nhị đương ra để tiêu diệt toàn bộ tiểu đội ác triệu, hắn nói chỉ có sợ hãi mới mặc trang bị chống đạn, hứ. Đồ tể không khỏi vừa cười nhạo nói vừa nhìn về phía Tham Lang. Vậy thật đúng là ngu ngốc thật.
Trước khi đại đương gia đến đây thì lúc nào mặc, hắn cảm thấy mình còn mạnh hơn cả đại đương gia sao? Tham Lang cũng không khỏi bật cười, nói chuyện cùng với Đồ Tể. Đường Viêm từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào một gốc đại thụ, nhìn về phía Tể Bất Ngữ nói, vũ lực cá nhân của anh và con trai của anh có cao hơn nữa thì có thể làm gì? Phạm vào đại cục, chung quy cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Tể Bất Ngữ lại giơ tay lên, khoa tay múa chân làm ra một động tác, sau đó chỉ vào ngực mình. Tham Lang rất thức thời nói, đại đương gia nói, đại cục của thiên hạ nằm ở lòng người, không phải ở quyền lực. Đại đương gia nói, tất cả mọi người thật ra chính là một thể thống nhất, bất hạnh của người khác, cũng là bất hạnh của anh, đừng tưởng rằng chuông báo tang kia vì ai mà kêu lên, nó là vì anh mà kêu lên đấy. Đường Viêm tựa vào trên cây thở dốc liên tục, trong miệng vừa hộc máu, vừa nói, ý trời thì không thể trái, quyền lực ở chỗ Triệu gia, các người có mạnh hơn đi nữa, thì cũng không thể lật được trời. Tể Bất Ngữ lắc đầu, trên mặt thậm chí còn mang theo một chút châm chọc, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu mình, sau đó lại làm ra hai động tác. Đại đương gia nói, có vài người chưa bao giờ sợ gặp tai nạn, không cần biết là tai nạn lớn đến mức nào, chỉ cần tất cả mọi người cùng nhau xui xẻo là được rồi, nhưng chưa bao giờ đi tìm hiểu chân tướng. Đương nhiên, cũng khinh thường việc người khác đi tìm hiểu chân tướng. Sau tai nạn, mình may mắn thoát nạn, lại cười nhạo khi người khác rời đi. Cuối cùng lại nói ra một câu ngu xuẩn và khốn nạn, đấy là số phận cả thôi. Tham Lang nhìn động tác của Tề Bất Ngữ, chậm rãi giải thích cho Đường Viêm nghe. Những lời của Tề Bất Ngữ nói, dường như đang ẩn dụ chuyện của Lục Chiến Long. Tề Bất Ngữ cũng không muốn nói nhảm nhiều với Đường Viêm nữa, hắn đưa tay chỉ ra bên ngoài rừng rậm, sau đó giơ tay nhẹ nhàng phất qua cổ. Đại đương gia nói, người của các người, một là rời đi, hai là chết hết ở chỗ này. Tham Lang lạnh lùng nói. Đường Viêm cười thảm hai tiếng, cố sức cầm bộ đàm lên, chậm rãi nói, mọi người nghe lệnh, tất cả rút lui khỏi vùng xung quanh của nhà tù U Đô. Tổ B đã bị người ta diệt sạch, không cần biết là ai, cũng không được ở lại, không được báo thù. Ở phía bên kia của bộ đàm, là sự yên tĩnh vô cùng. Sau một thời gian dài, mới có người trầm giọng nói, hiểu rồi. Tiểu đội B do Đường Viêm dẫn dắt đã gặp phải lực lượng một người của Tề Bất Ngữ rồi bị tiêu diệt toàn bộ, đồng nghĩa với việc gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tiểu đội của các tổ khác. Người này quá khủng bố, hơn nữa, đây là ở địa bàn của hắn, ở chỗ này đối chọi với hắn, sẽ không có một chút quả ngon nào để ăn cả. Bộ đàm trong tay Đường Viêm bỗng nhiên rơi xuống đất, đầu nghiêng sang một bên, tựa vào thân cây, chết. Tề Bất Ngữ phất phất tay với hai người Tham Lang. Sau đó xoay người cưỡi lên lưng hổ, rời khỏi rừng rậm. Tham Lang vỗ vai Đồ Tể một cái, nói, mập mạp à, còn sửng sốt làm cái gì nữa, mau thu dọn củi để đốt tất cả các thi thể đi. Đồ Tể phục hồi tinh thần lại, nói, tên sói con này, mày siêu phết đấy nhỉ, mấy động tác của đại đương ra làm, thế mà mày lại có thể hiểu hết tất cả được á. Có thể dạy cho tao không, sau này tao cũng dễ vỗ mông ngựa nịnh nọt rồi. Tham Lang tặng cho hắn ta hai con mắt trợn trắng, nói tao đây là một nửa xem, một nửa đoán, sở dĩ có thể dịch tốt như vậy, là bởi vì ông đây có văn hóa. Mày chỉ là quân phiệt thôi, nghĩ cũng đừng nghĩ, làm phiên dịch lại nói không ra mấy lời duyên dáng như tao, đến lúc đó chỉ sợ lại chọc cho đại đương ra không vui. Đồ Tể có chút khó chịu, nhưng vẫn cùng Tham Lang nhặt một đống cành khô, sau đó bắt đầu xử lý thi thể. Hai người có sức lực tốt. Hai bên tay trái phải mỗi bên một tên, ném lên đống củi luôn, không bao lâu đã đầy đủ. Mẹ nó, đại đương gia động thủ quá ghê gớm rồi, nhìn thì giống như một tiên sinh dạy học, khi mà giết người, thì còn ghê gớm hơn cả khi Đồ Tể giết gà. Tham Lang nhìn đống củi này, nhe răng trợn mắt nói. Lần trước ở Ma Đô, dạ ma thấy nhị đương gia có thương tích, vậy mà dám xui khiến tao và oán quỷ liên thủ lại để thịt hắn. Mày nói xem có phải đầu óc của hắn ta thật sự có bệnh hay không thế? Đồ Tể cũng không khỏi cười lạnh, lấy bật lửa ra châm lửa đốt. Tham Lang lấy ra một cây hoa, lại gần chỗ bật lửa để châm lửa. Đồ Tể sửng sốt, nói, a, sao mày lại có? Tham Lang đắc ý nói, ông đây ngay cả đầu đạn hạt nhân cũng có thể trộm được, thì có mỗi trộm hai cây hoa mà không thể tiện tay nhặt à? Đồ Tể sờ túi của mình,
khá lắm, quá nửa gói thuốc lá đã không còn nữa rồi. Quên đi, không so đo với hạng người như mày, lần này, đại đương ra quá nửa là muốn thả tao ra ngoài rồi. Đồ tể suy nghĩ một chút, nén giận, ném bật lửa vào đống củi. Lá khô ở dưới đống củi trong nháy mắt đã bị đốt cháy, sau đó dần dần lan ra, sau đó, ngọn lửa đã hừng hực bốc cháy. Tể Bất Ngữ ngồi trên lưng hổ, nhìn ngọn lửa đang cháy, lâm vào trầm tư. Đại đương gia, hai người Tham Lang và đồ tể đã xử lý xong, đi đến bên cạnh Tể Bất Ngữ, cung kính hô. À, Tể Bất Ngữ phục hồi tinh thần lại, thoáng gật đầu, sau đó chỉ đồ tể. Đồ tể vội vàng tiến lên nói, không biết đại đương gia có phân phó gì. Tể Bất Ngữ tiện tay ném ra một tờ giấy viết đầy chữ, đồ tể cầm lấy, nhìn kỹ. Một lúc lâu sau, hắn ngẩn người, sau đó cười khổ nói, nhị đương gia quá là để ý tôi rồi đấy. Hơn nữa, tôi đã phai nhạt khỏi tam giác vàng nhiều năm như vậy rồi mà. Tể Bất Ngữ nhíu mày, tiện tay chỉ ở trên lưng hổ một cái, sau đó làm ra một động tác. Đại đương gia hỏi mày, chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha ước mơ của mình sao? Nếu con người không có ước mơ, thế khác với đại hoàng ở chỗ nào? Tham Lang nói. Đại hoàng, gào. Đại hoàng dường như muốn nói, anh có tí lịch sự nào không thế? Tôi, đồ tể há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn từ nhỏ đã thấy nhiều sự tàn khốc của thế gian, cho nên, sau khi lớn lên mới có thể thành lập một nhánh quân đội như vậy. Những gì hắn ta muốn làm là lật đổ cái bầu trời mà làm cho hắn ta chỉ có thể cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn. Tể Bất Ngữ gật đầu với Tham Lang, sau đó vỗ vỗ đầu đại hoàng, xoay người rời đi. Mập mạp chết tiệt, cố lên. Tham Lang hét lớn với đồ tể, sau đó xoay người, đuổi theo Tể Bất Ngữ. Đồ tể đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, nhìn ngọn lửa đang hừng hực cháy rực ở trước mắt, trong lúc nhất thời lại có chút mê mang, nhưng trong sự mê mang đó, cũng mang theo một chút không cam lòng. Ngày hôm sau, Trần Ngư đã bắt đầu sắp xếp chuyện tiếp xúc với Mạc Khang. Mạc Khang là một quân phiệt, tự nhiên sẽ lấy lợi ích làm trọng, phương diện mà Trần Ngư có thể cung cấp rất nhiều cho Trần Tiên Hà cũng không thể cung cấp cho hắn. Hơn nữa, tiền mà Trần gia có thể lấy ra, chắc chắn là nhiều hơn Trần Tiên Hà nhiều. Tuy nhiên, hôm nay lại có người đến thăm. Xin chào các cậu, tôi là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Vạn Thịnh, Alexandrovich. Một người đàn ông mang đặc điểm rõ ràng của Tuyết Quốc đang đứng ở cửa, bên cạnh còn có hai vệ sĩ đi theo. Tề Đảng Nhàn nghe thấy đối phương là người của Tập đoàn Vạn Thịnh, không khỏi ngẩn người. Tập đoàn Vạn Thịnh này, nổi lên sớm hơn Tập đoàn N đặc vài năm. Thậm chí, cơ sở hạ tầng của Quang Dương, dường như đều là do Tập đoàn Vạn Thịnh đầu tư, bệnh viện, trường học, điện nước, tựa hồ đều xen lẫn bóng dáng của Tập đoàn Vạn Thịnh ở bên trong. Tập đoàn này, chủ yếu lấy cá cược làm việc kiếm tiền chính, còn lại những chuyện như nhỏ nhặt kia cái gì cũng làm, nhưng không giống Tập đoàn N đặc làm đến mức phát điên. Trên mạng những thứ như đánh bạc gợi cảm chia bài online các loại, phần lớn đều là do Tập đoàn Vạn Thịnh làm ra. Tề Đảng Nhàn bình tĩnh nói, à, thì ra là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Vạn Thịnh, mời vào. Hắn cũng không lo dẫn sói vào nhà. Bởi vì, không có ai xứng với bốn chữ này cả. Đối với những người này mà nói, đây là xâm nhập vào hang hổ. Trần Ngư lúc này đang ở trên ban công gọi điện thoại, nhìn thấy có khách tới, lại còn là một thằng Tây người Tuyết Quốc, cũng ngẩn ra. Nhưng không quá để ý, tiếp tục giao việc cho người ở đầu dây bên kia. Alexandrovich nhìn thấy thái độ bình tĩnh của Tề Đảng Nhàn, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, đi theo vào trong phòng rồi ngồi xuống. Nước trà ở trên bàn trà, muốn uống thì tự mình rót, à. Có phụ nữ ở trong phòng này, vì vậy không thể hút thuốc. Tề Đảng Nhàn ngồi lên trên sofa, lười biếng nói. Hai vệ sĩ ở phía sau Alexandrovich nghe được lời này. Trên mặt lập tức hiện ra một chút tức giận. Phải biết rằng, nhân vật như Alexandrovich, ở vùng Quang Dương này, cho dù là đi tới đâu, cũng sẽ được tôn kính. Tề Đảng Nhàn lại dùng thái độ nhẹ nhàng như vậy đối xử với hắn ta, làm cho bọn họ cảm thấy khó chịu, có một loại cảm giác chủ nhục thì thần chết thần này là kiểu cấp dưới á. Alexandrovich cũng không để ý, tự rót cho mình một tách cà phê rồi thả hai viên đường vào trong.
Nói ngắn gọn nhé, mục đích lần này của tôi rất đơn giản, đó chính là muốn mời Tề tiên sinh làm việc giúp tập đoàn Vạn Thịnh của chúng tôi. Alexandrovich cười tủm tỉm nói. Hả, Tề Đảng Nhàn nghe hắn nói như vậy, không khỏi sửng sốt. Alexandrovich uống một ngụm cà phê rồi cau mày vì đắng. Tề Đảng Nhàn vừa nhìn thấy đã khinh thường bĩu môi, cái đồ dế chuỗi này, vừa nhìn liền đã biết là không thường xuyên uống cà phê đen. Dù sao thì hắn cũng chỉ uống cà phê đen, hàm lượng caffeine cao, hơn nữa còn có hiệu quả đốt cháy chất béo, mỗi ngày trước khi luyện công thì lại uống một ly, tinh thần sung mãn. Alexandrovich nhíu mày nói, mẹ nó tiếng Nga nha, Suka Blat. À, xin lỗi, tôi đang nói cà phê này thật đắng. Sự thích anh hùng của Tề tiên sinh vào ngày hôm qua tôi đã nghe nói rồi, một mình anh đã làm cho Đan Liệt một trong ba người kéo xe ngựa của tập đoàn N đặc này mặt xám mày cho, tôi rất thưởng thức việc đó, rất là bội phục. Cho nên, hôm nay tôi đã cố ý đến mời Tề tiên sinh gia nhập vào tập đoàn Vạn Thịnh của chúng tôi, làm cấp dưới của tôi, cùng nhau đối phó tập đoàn N đặc. Tề Đảng Nhàn thế mà lại từ chối cho ý kiến, chỉ thản nhiên nhìn hắn. Alexandrovich nói, Tề tiên sinh chỉ cần đồng ý làm việc cho tôi, sau này, ở khu vực Quang Dương này, tôi đảm bảo anh có thể đi ngang. Tiền có dùng cũng không hết, phụ nữ chơi không hết. Tề Đảng Nhàn nghe đến đó, không khỏi nở nụ cười, nói, để cho tôi làm cấp dưới của anh. Anh có nghĩ rằng anh xứng sao? Đôi mắt của Alexandrovich trở nên lạnh lẽo, nói, Tề tiên sinh, đừng có mà biết tốt xấu. Ngày hôm qua anh đã đắc tội với Đan Liệt, cũng tương đương với đắc tội tập đoàn N đặc. Chỉ cần anh còn ở Quang Dương, tập đoàn N đặc sẽ có cả trăm cách để giết chết anh. Hôm nay nếu như anh không đồng ý gia nhập với chúng tôi, trở thành cấp dưới của tôi, làm việc cho tôi, như vậy, cũng chẳng khác nào đắc tội với tập đoàn Vạn Thịnh của chúng tôi cả. Tập đoàn N đặc có cả trăm cách để khiến anh chết đi, thế nhưng tập đoàn Vạn Thịnh của chúng tôi lại có cả vạn cách để giết chết anh. Alexandrovich rất tự tin khi nói đến việc này. Bởi vì, tập đoàn Vạn Thịnh ở mảnh đất nhỏ này, là một loại tồn tại giống như trời cao. Hả, nói như vậy, anh rốt cuộc là tới cầu xin tôi gia nhập với các người, hay là đến uy hiếp tôi gia nhập với các người? Tề Đảng Nhàn bật cười, chậm rãi hỏi. Đừng tưởng rằng anh có chút năng lực, thì có thể tung hoành 4B. Quang Dương này, không phải là nơi loạn thế như anh tưởng tượng đâu. Tập đoàn Vạn Thịnh cũng không đơn giản như anh nghĩ. Tôi bảo anh làm thủ hạ cho tôi, đó chính là tặng cho anh một cơ hội mà một bước lên mây, một bước lên trời. Là đang khẳng định bản lĩnh của anh. Nếu anh có biểu hiện tốt, tôi thậm chí có thể tiến cử anh đến Tuyết Quốc và làm việc dưới trướng của ngài Gusinski. Alexandrovich ngồi bắt chéo hai chân, từ từ tự tin, ưu việt tràn đầy mà nói. Tề Đảng Nhàn nghe thấy hắn nhắc tới chữ Gusinski, không khỏi ngẩn người. Alexandrovich cười nói, sao, choáng váng rồi à? Không nghĩ tới tập đoàn Vạn Thịnh của chúng tôi lại có lại lịch sử lớn như vậy à? Đúng vậy, ngài Gusinski, chính là ông chủ đứng sau của tập đoàn Vạn Thịnh chúng tôi. Anh làm việc cho tôi, cũng chính là đang làm việc cho ngài ấy. Nếu anh làm cho hài lòng, tôi sẽ giới thiệu anh đến bên cạnh ngài ấy. Khóe miệng Tề Đảng Nhàn khơi lên một nụ cười kỳ quái, cười tủm tỉm nói, anh vậy mà lại muốn tôi làm trâu làm ngựa cho ngỗng lớn. Anh hỏi ngỗng lớn một chút xem, cho dù tôi đồng ý làm cáp dưới cho hắn, thì hắn có dám nhận hay không? Kusinski, trong ngôn ngữ của xứ tuyết, có nghĩa là ngỗng lớn. Tề Đảng Nhàn nói như thế, là có ý vô cùng không tôn kính. Alexandrovich nghe thấy hắn nói như vậy, quả nhiên đã giận tím mặt. Lạnh lùng nói, người trẻ tuổi à, không biết trời cao đất dày, ngay cả ông chủ của tôi mà anh cũng dám vũ nhục. Tôi thấy, anh đang không muốn sống nữa, phải không? Tề Đảng Nhàn nói, anh có biết hay không, cho dù là ông chủ của anh, đứng ở trước mặt của tôi, cũng không nhất định sẽ dám nói mấy lời như này. Alexandrovich nhíu mày, lạnh lùng cười nói, vậy anh nên đứng bên cửa sổ để nhìn xem tình huống ở bên ngoài là như thế nào. Tề Đảng Nhàn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngư ở lầu 2, nói, này, sang bên kia nhìn một chút đi, bên ngoài có gì không? Trần Ngư không kiên nhẫn đi đến cửa ban công, thò đầu ra ngoài nhìn, sắc mặt trong nháy mắt đã thay đổi.
khá lắm, cả con phố, tất cả đều là người, trong tay mỗi người, đều cầm một khẩu AK-47. Những người này đang tụm ba tụm năm, tùy tiện tụ tập ở một chỗ để khoác lác huyên thuyên, cạch cạch hút thuốc, thậm chí có người ở tại chỗ rồi móc ra một ít bột phấn màu trắng rồi hưng phấn lên. Hiển nhiên, đây là lực lượng vũ trang của tập đoàn Vạn Thịnh. Bên ngoài ít nhất có hơn 100 người, tất cả đều cầm theo AK-47. Trần Ngư trở về, mặt đen xì nói với Tề Đẳng Nhàn ở dưới lầu. Anh có phải lại đắc tội với người khác hay không thế? Bà đây cũng không muốn chết ơ dưới đạn lạc đâu. Khóe miệng Alexandrovich không khỏi hiện ra một nụ cười đắc ý, nói anh đã nghe thấy cả rồi chứ. Tề Đẳng Nhàn chậc chậc một tiếng, Quang Dương này quả nhiên là loạn thế, hơn 100 người cầm theo AK-47 tụ tập ở đường phố phía bên ngoài của căn phòng này, vậy mà lại không có ai quản lý. Bề ngoài trận này khiến mọi người nhìn vào đều thấy sợ hãi. Alexandrovich đã tính sẵn trong lòng, nói đi, cậu muốn chết ở chỗ này hay là thành thật thật trở thành thuộc hạ của tôi, làm việc cho tôi đây. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm rút di động ra gọi tới một dãy số, nói tới, sếp lớn của anh tìm anh. Alexandrovich nghe thấy lời này thì sửng sốt, nhíu mày nói, con mẹ nó đừng có làm bộ làm tịch ở trước mặt tôi nữa, dám lải nhải với tôi nữa, tôi trực tiếp giết chết cậu. Alexandrovich, anh muốn giết chết ai? Tề Đẳng Nhàn ấn vào nút loa ngoài, thanh âm khẩn trương của Gusinski lập tức được truyền tới. M thanh quen thuộc truyền tới khiến Alexandrovich lập tức giật mình. Hai tên bảo tiêu phía sau anh ta cũng thấp giọng nói, tiên sinh, nghe có vẻ giống như tiếng của Gusinski tiên sinh thật đó. Alexandrovich có chút chần chờ và kinh ngạc hỏi, sếp. Tiếng của Gusinski truyền tới mang theo một chút tức giận nói, Alexandrovich, có phải anh rất muốn chết đúng không, dám uy hiếp cả bạn của tôi? Hắn là bạn của sếp thật sao? Alexandrovich không khỏi run run, đúng là không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn lại có lai lịch lớn như vậy. Anh ta chính là thấy bản lĩnh của Tề Đẳng Nhàn không tồi, thu thập đan liệt của tập đoàn N đặc đến dễ bảo nên lúc này mới muốn thu hắn về dưới trướng để làm việc. Lại sao có thể nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn người ta có quan hệ thân thiết với Gusinski đến mức như vậy? Gusinski bực bội nói, lão tử để anh tới Myanmar làm việc, để anh đi kiếm tiền. Không phải để anh đi ra vẻ ta đây. Anh đây là khen ngược, dám uy hiếp tới cả trên đầu bạn bè của tôi luôn rồi. Alexandrovich bị Gusinski mắng cho máu chó đầy đầu, cố tình là một câu cũng không dám phản bác. Hiện tại lập tức quỳ xuống trước mặt bạn của tôi cầu xin hắn tha thứ. Nếu hắn không tha lỗi cho anh thì anh tự mình dùng súng tự sát đi, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa. Gusinski cười lạnh nói. Tề Đẳng Nhàn giơ di động cười nhạt nhìn Alexandrovich nói, có phải lúc trước tôi từng nhắc nhở anh rồi phải không? Anh lại cứ không tin, tôi nhìn qua rất giống một quả hồng mềm dễ bị nắn bóp lắm sao? Alexandrovich không nói hai lời lập tức quỳ thẳng xuống trước mặt của Tề Đẳng Nhàn, dập đầu liên tục. Tề tiên sinh, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Tôi trăm triệu lần không nghĩ tới cậu thật sự là bạn của sếp, xin cậu cho tôi thêm một cơ hội. Tôi tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm ra mấy việc ngu ngốc này nữa. Cầu xin cậu, tha lỗi cho tôi. Nếu cậu không tha lỗi cho tôi thì người nhà ở Tuyết Quốc của tôi chỉ sợ cũng sẽ không sống nổi nữa. Alexandrovich bị dọa cho sắp sợ tới mức vỡ mật, dập đầu như đảo tỏi cầu xin tha thứ. Đừng nhìn vào đoạn thời gian Gusinski ở nhà tù Udo bị Tề Đẳng Nhàn dạy dỗ đến dễ bảo mà lầm. Anh ta ở Tuyết Quốc chính là cực kỳ tâm ngoan thủ lạt. Bản thân là đầu sỏ Phú Khả Địch Quốc, hơn nữa thời thời khắc khắc đều đang đấu trí đấu dũng với chính phủ Tuyết Quốc, một khi có việc gì đó động tới lợi ích của anh ta thì để anh ta xuống tay còn tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Alexandrovich, anh đúng là một người ngu xuẩn, việc làm ăn ở Quang Dương cũng không phải là của một mình tôi. Nếu có gì sơ suất thì Tokarevsky cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Gusinski cười lạnh nói. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy lời này thì kinh ngạc, không nghĩ tới trong tập đoàn Vạn Thịnh còn có cả việc làm ăn của Tokarevsky nữa cơ đấy. Tokarevsky có thể nói là thế lực lớn nhất trong nhóm đầu sỏ ở Tuyết Quốc, là người có đầu óc kinh doanh nhất, có thể nói là lão đại của nhóm Lyri. Hơn nữa có hai quân khu lương thực đều nằm trong tay của anh ta. Nói cách khác,
tức là có ít nhất chiến sĩ của hai quân khu nghe theo hiệu lệnh của anh ta. Chỉ là trong tập đoàn Vạn Thịnh có việc làm ăn của Tokarevsky cũng không có gì quá mức kinh ngạc. Nhóm đầu sỏ bọn họ thỉnh thoảng hay chọc dao vào nhau nhưng cũng hợp tác với nhau, chỉ cần có cơ hội sẽ cắt thịt từ trên người đối phương xuống, nhưng chỉ cần gặp phải chuyện bị phía chính phủ của Tuyết Quốc bắt nạt thì mọi người sẽ lập tức bắt tay nhau liên thủ đối kháng. Lúc trước ở trước cửa phòng quốc hội của Tuyết Quốc thậm chí còn xảy ra một vụ thảm án đổ máu, mà người cầm đầu sự việc này chính là do Tokarevsky chỉ huy. Tề Đảng Nhàn cũng không muốn tiếp tục đứng xem Alexandrovich diễn kịch tiếp nữa, tùy tiện phất tay để cho anh ta đứng dậy rồi nói với Gusinski ở đầu bên kia của điện thoại, được rồi, chuyện này dừng ở đây là được. Gusinski cười nói, nhị đương gia ngài quyết định như nào thì là như thế. Alexandrovich nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời trong lòng cũng cả kinh, sao cách mà Gusinski nói chuyện với Tề Đảng Nhàn lại phải cung cung kính kính như vậy. Sau khi cúp điện thoại rồi, Tề Đảng Nhàn tiện tay chỉ vào sofa rồi nói, ngồi đi. Alexandrovich nơm nớp lo sợ ngồi xuống, nói là ngồi nhưng thật ra cũng chỉ là mông hơi dựa vào sofa một chút mà thôi. Vừa rồi Gusinski nói ở trong tập đoàn Vạn Thịnh cũng có việc làm ăn của Tokarevsky, là việc làm ăn gì? Tề Đảng Nhàn hỏi. Là súng ống đạn dược, Alexandrovich không dám giấu giếm. Sau khi nuốt xuống một ngụm nước bọt thì trả lời đúng sự thật. Như vậy cũng không ngoài dự kiến của Tề Đảng Nhàn lắm, trong tay Tokarevsky có hai quân khu, lấy ra được một ít đạn dược từ bên trong cũng là chuyện thường ngày. Phải biết rằng Tuyết Quốc là quốc gia công nghiệp nặng, cái khác thì không nhiều lắm nhưng súng ống đạn dược lại cực kỳ nhiều, trang bị của một quốc gia hoàn toàn đủ để khơi dậy một hồi chiến tranh thế giới thứ ba. Myanmar bên này loạn như vậy, quân phiệt cát cứ rồi võ trang hỗn chiến. Bán súng ống đạn dược cho bên này quả thực là cách làm ăn rất lãi. Được rồi, anh cút được rồi, nếu có chuyện gì nữa thì tôi sẽ tới tìm anh sau. Tề Đảng Nhàn cười cười với Alexandrovich, nhàn nhạt nói. Alexandrovich gật gật đầu vung tay một cái, mặt mày xám xịt dẫn theo hai tên bảo tiêu của mình rời đi. Vốn tưởng là tới mời chào thủ hạ, đâu ai biết được người ta là người có thể khiến ngay cả sếp của mình cũng phải cung cung kính kính. Căn bản là không phải cùng một cấp, việc này thuần túy là dùng đầu đâm tấm thép mà. Alexandrovich vừa rời khỏi đã đen mặt nói với nhóm thủ hạ của mình, đi thôi, trở về. Hơn 100 người võ trang AK toàn bộ rời khỏi nơi này. Trần Ngư nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ trên tầng 2 đi xuống nói, không nghĩ tới mà, tập đoàn Vạn Thịnh này thế mà là do nhóm đầu sỏ bên Tuyết Quốc thành lập ra. Tề Đảng Nhàn gật gật đầu nói, Tuyết Quốc bên kia không thiếu nhất chính là súng ống đạn dược, tình huống bên Myanmar lại hỗn loạn như vậy, buôn bán súng ống đạn dược qua bên đó quả thực chính là một việc làm ăn rất có lãi. Nếu tập đoàn Vạn Thịnh đã là sản nghiệp của nhóm đầu sỏ Tuyết Quốc thì bên này chúng ta muốn làm việc có thể nhanh hơn rất nhiều. Thế lực của tập đoàn Vạn Thịnh so với bên tập đoàn N đã còn lớn hơn một chút. Trần Ngư nghĩ nghĩ, trên mặt mang theo ý cười nói. Cái này đối với cô ta mà nói chính là một tin tức tốt. Bởi vì có tập đoàn Vạn Thịnh nên có rất nhiều không gian để làm những việc khác. Tề Đảng Nhàn giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói tôi muốn đi tìm U Mặc, còn cô thì sao? Trần Ngư trợn trắng mắt nói, tôi đương nhiên là đi chung với anh rồi. Tôi một người một mình ở lại đây không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Trần Ngư cũng rất biết tự mình hiểu mình. Ở một nơi loạn như Quang Dương này, cô ta chỉ là một cô gái không nhấc nổi cánh tay, phải ôm cho chắc đùi Tề Đảng Nhàn mới được tính là an toàn. Gì, nếu tôi muốn đi tìm phụ nữ thì có phải cô cũng muốn đi theo hay không? Tề Đảng Nhàn ghét bỏ nói. Tôi ở chỗ này rồi mà anh còn có hứng thú với người phụ nữ khác sao? Trần Ngư lại cười ha hả, duỗi tay vừa nâng mắt kính vừa khẽ liếm môi. Tề Đảng Nhàn run lên một cái tê dại. Đeo kính mắt thật mẹ nó mê ly. Tề Đảng Nhàn dẫn theo Trần Ngư rất nhanh chóng đi tới sòng bạc của tập đoàn N đặc. Cô U Mặc, bên ngoài có hai người tới nói là muốn tìm cô. U Mặc đang ở sân sau mới mở của sòng bạc đánh gôn. Ồ, là ai thế? Một thân màu đen thêm một đầu tóc cắt ngắn, U Mặc lãnh khốc đầy mặt hỏi. Dưới chân cô là một tên đàn ông đang nằm, trên đỉnh đầu người đàn ông đó có để một quả gôn. Mỗi lần cô nhấc gậy đánh gôn lên đều sẽ khiến người đàn ông đang nằm dạp dưới đất kia sợ tới mức cả người run run.
Thủ hạ đúng sự thật báo, là hai người Hoa Quốc, một nam một nữ, nói là bạn của ngài. U Mặc cười lạnh nói, bạn, để cho bọn họ vào đi, tôi nhìn thử trước một cái. Nói xong lời này, cô thẳng tay vung gậy, không đánh vào trên quả gôn mà đánh trực tiếp xuống bụng của người đàn ông dưới chân. A! À, người đàn ông thống khổ kêu to một tiếng, suýt chút nữa chết ngất luôn. U Mặc lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích, nếu quả bóng của tôi mà rơi xuống thì gậy tiếp theo sẽ trực tiếp đánh vỡ đầu của anh. Người đàn ông tức khắc run rẩy cả người không dám động đậy, thậm chí không dám kêu tiếp nữa. Không lâu sau, Tề Đẳng Nhàn và Trần Ngư đi tới. U Mặc thấy hai người đến thì chỉ cảm thấy xa lạ nên lạnh mặt cười nói, mấy người có biết giả mạo lung tung là bạn của tôi thì sẽ phải gánh vác một ít hậu quả không? Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy người đàn ông nằm dưới chân U Mặc trên đầu đầy máu tươi rũ xuống mặt đất, chật vật không chịu được. Hắn nhìn kỹ vào hai mắt của người nọ, thế mà cảm thấy có chút quen thuộc, tức khắc vui vẻ. Đây mẹ nó còn không phải là Trương Thiệu Kiệt cuống tiền chạy trốn sang nước Mỹ sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này vậy? Lúc trước thời điểm hắn mới tới Trung Hải đã bị cái tên Trương Thiệu Kiệt này làm cho ghê tởm không chịu được, sau đó bất động sản Trương Thị phá sản, cha con Trương ra cuống tiền chạy trốn sang nước Mỹ. Tôi chính là bạn của cô đấy, Lục Linh Linh. Tề Đẳng Nhàn nhìn cô gái giữa hai đầu mày đều là lãnh khốc và tàn bạo thì lắc đầu chậm rãi nói. U Mặc nghe thấy Tề Đẳng Nhàn gọi được tên thật của mình thì kinh ngạc một chút, sau đó nháy mắt bạo nộ nói, Lục Linh Linh đã chết rồi. Tên của tôi là U Mặc, nếu anh còn tiếp tục gọi loạn bậy bạ tên của tôi thì tôi sẽ khiến anh phải chết ở chỗ này. Tề Đẳng Nhàn nhìn cô gái tràn ngập thô bạo này thì lắc lắc đầu, nói cô có phủ nhận quá khứ của chính mình cũng vô dụng thôi, cô chính là Lục Linh Linh. Gân xanh trên trán U Mặc giật gật, cười dữ tợn nói, tôi thấy anh đúng là rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt mà, coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai. Nói xong lời này, cô ta hung hăng đánh ra một gậy. Một gậy này vừa đánh bay luôn quả gôn trên đầu của Trương Thiệu Kiệt, cũng vừa lúc cọ sát với gương mặt của Trương Thiệu Kiệt. Trương Thiệu Kiệt hét thảm một tiếng, che khuôn mặt của mình lại rồi lăn lộn trên mặt đất. Trương Thiếu cũng có ngày hôm nay à, Tề Đẳng Nhàn hơi sờ sờ cái mũi của mình, lắc đầu cười nói. Đương nhiên là hắn sẽ không thương hại loại người như Trương Thiệu Kiệt này, cuống tiền chạy trốn không tính là gì cả, chủ yếu là anh ta đê tiện quá mức khiến người ta phải ghê tởm, rơi xuống một bước đường ngày hôm nay hơn phân nửa cũng là do anh ta tự mình gieo gió gặt bão. Nếu anh ta không tự tìm đường chết thì với số tiền tập đoàn Trương Thị cuống được đó cũng đủ để cho anh ta trải qua nửa đời còn lại ở nước Mỹ yên ổn. Trương Thiệu Kiệt ngẩn người, sau đó tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng kêu lên, anh là ai? Anh biết tôi sao? Cầu xin anh hãy cứu tôi với. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp anh. U Mặc trao mày giơ gậy đánh gôn lên hung hăng đập xuống vài cái, đánh tới mức Trương Thiệu Kiệt không nói thành lời nữa, lăn cũng không lăn nổi. Chỉ có thể co thành một đống run bần bật ở trên mặt đất. Tôi cho anh nói chuyện chưa? U Mặc hỏi, lại đập thêm vài gậy. Còn mượn thêm được tiền từ bạn bè bên kia của anh được nữa hay không đây? Hửm. Anh thề thốt bảo mượn được 500 vạn, kết quả lại chỉ có 50 vạn. Lừa tôi vui lắm có đúng hay không? Thận của mình anh còn muốn nó hay không? Nếu không lấy được tiền ra đây thì có hai quả, để tôi cắt bớt đi một quả là được. Trương Thiệu Kiệt cuộn tròn trên mặt đất nức nở, nước mắt ào ào chảy xuống, nhìn qua cực kỳ chật vật đáng thương. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới anh lại biến thành dáng vẻ như này, thật là khiến người ta có chút thất vọng mà. Chỉ là ai bảo anh đụng tới Lục Linh Linh làm gì đâu, ai? Hắn nói tới đây cũng không nhịn được thở dài một hơi thật sâu. Nếu Lục Linh Linh không phải là em gái của Lục Chiến Long thì cô ta có biến thành dáng vẻ như này hay không hắn cũng lười quản. Cả khuôn mặt U Mặc phá lệ trầm xuống, chậm rãi nói, anh có biết hay không hiện giờ tôi ghét nhất chính là người Hoa Quốc. Huống hồ gì còn là người dám cả gan giả mạo là bạn bè của tôi nữa. Lục Linh Linh, Lục Linh Linh, Lục Linh Linh là gì của anh hả? Trần Ngư thấp giọng nói với Tề Đẳng Nhàn, cô ấy đang do dự, cũng không phải là không có thuốc chữa. Anh gọi ra cái tên cũ của cô ấy khiến cô ấy có chút hoang mang, bởi vì chính cô ấy cũng không quen biết anh. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, tôi là anh em với Lục Chiến Long.
U Mặc nghe thấy cái tên này thì trên mặt hiện lên thần sắc oán độc, cười dữ tợn nói, anh nói cái gì cơ? Anh là anh em với Lục Chiến Long. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu nói, những năm gần đây anh ta vẫn luôn tìm kiếm cô. Ha ha ha, ha 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 ha, thật là chuyện cười thiên hạ. Mấy năm nay Lục Chiến Long vẫn luôn tìm tôi. Sợ là anh ta hận tôi sao không chết sớm một chút thì có, miễn cho tôi sống ở trên thế giới này ảnh hưởng tới thanh danh quang minh chính đại của anh ta đúng không? U Mặc trực tiếp ngửa mặt lên trời phá lên cười, tựa như hiểu rõ gì đó mà hung hăng đá một cái vào đầu Trương Thiệu Kiệt, trực tiếp đá tới mức khiến anh ta hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt của Tề Đẳng Nhàn vì những lời này khó tránh khỏi có chút âm trầm, hắn chính là bạn bè chiến hữu vào sinh ra tử với Lục Chiến Long. Càng hiểu rõ nhân phẩm và cách làm người của anh ta hơn bất kỳ ai. Nhưng mà em gái của anh ta tại thời khắc này, ở nơi đây phủ nhận anh ta. U Mặc tiến lên phía trước một bước, lạnh giọng nói, anh ta tìm tôi. Tôi mấy năm nay gửi cho anh ta bao nhiêu bức thư, anh ta một bức cũng không nhận được hay sao? Anh ta ở Hoa Quốc quyền cao chức trọng, còn tôi phải ở trong một băng nhóm tội phạm tham sống sợ chết. Anh ta không phản hồi cho tôi là sợ người em gái là tôi đây sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của anh ta đúng không? Sẽ bôi đen thanh danh quang mang vạn trượng của anh ta đúng không? Tề Đẳng Nhàn cưỡng chế lửa giận tát một cái vào mặt của cô ta, chậm rãi nói, tôi nghĩ cô có hiểu lầm gì đó ở đây rồi, chúng ta cần phải bình ổn lại cảm xúc một chút cho tốt đã rồi lại nghiêm túc nói chuyện sau. Trần Ngư nhìn Tề Đẳng Nhàn nghĩ thầm, xem ra anh ta thật sự coi Lục Chiến Long là bạn bè. Cái này mà cũng có thể chịu đựng. U Mặc lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, tôi không muốn nói chuyện với anh mau cút đi, coi như tôi chưa từng gặp anh. Hôm nay tôi buông tha cho anh, nhưng lần sau nếu anh còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi, thì tôi nhất định sẽ tự tay giết chết anh. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng nói, nếu không phải vì Lục Chiến Long thì lão tử đây mới lười phải quản xem cô còn sống hay đã chết. Ha ha ha, U Mặc tiểu thư đang ôn chuyện cùng với ai thế? Sao cảm xúc lại kích động như vậy? Ngay lúc này, một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi vừa cười vừa đi tới. U Mặc nhìn thấy người đàn ông này thì mày nhăn lại, nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, lạnh lùng nói, tôi hỏi anh một lần cuối cùng, anh có cút hay không đây? Trong mắt Tề Đẳng Nhàn mang theo chút không kiên nhẫn. Xem ra muốn để đối phương bình tĩnh lại nghe hắn nói chuyện có vẻ như là một chuyện không có khả năng. Nếu đã không có cách nào nói chuyện tử tế được thì chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết mà thôi. Thấy Tề Đẳng Nhàn không nói lời nào, U Mặc đi tới nói với người đàn ông kia, cha si, không phải anh vẫn luôn chê tôi không cho anh cơ hội sao? Tới, anh đánh gãy chân của tên này cho tôi, đêm nay tôi lập tức hẹn hò với anh, như thế nào? Cha si nghe được những lời này của U Mặc thì sửng sốt một chút, rồi lại nở nụ cười. Anh ta là người của tập đoàn Vạn Thịnh nhưng anh ta rất thưởng thức cô nàng U Mặc này, vẫn luôn theo đuổi cô ta. Tuy rằng giữa hai tập đoàn N Đặc và Vạn Thịnh có không ít mâu thuẫn nhưng cao tầng bên tập đoàn Vạn Thịnh vẫn luôn rất ủng hộ cha si, dù sao thì U Mặc cũng là một trong ba con hắc mã của tập đoàn N Đặc. Nếu theo đuổi được U Mặc mà nói thì vừa có thể tạo ra một đả kích lớn với tập đoàn N Đặc, hơn nữa cha si cũng có thể thuận lý thành chương tiếp nhận thêm một mảnh địa bàn rất lớn. U Mặc quay đầu lại nói với Tề Đẳng Nhàn, không phải anh muốn nói chuyện với tôi sao? Tôi cũng cho anh một cơ hội. Nếu anh có thể đánh bại người tên cha si này, tôi nhất định sẽ tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện với anh. Đương nhiên là nếu anh có bị đánh chết thì cũng đừng trách tôi. Tề Đẳng Nhàn chỉ cảm thấy thật buồn cười, chính mình tới là muốn giúp cô ta thoát ly khổ ải mà cô ta còn có thái độ này. Nếu không phải trong lòng luôn niệm nể tình mặt mũi của Lục Chiến Long thì hắn nhất định sẽ thưởng cho cô ta hai cái túi lớn. Cha si khoanh hai tay đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn nói, tên kia, cậu chọc tới U Mặc tiểu thư. Khả năng tôi xuống tay sẽ hơi nặng một chút, nếu không thì cậu tới trước. Ha ha. Khi cha si nói chuyện, mấy tên thủ hạ anh ta mang tới cũng hiện nét hài hước đầy mặt. Từ nhỏ cha si đã luyện quyền pháp của Thánh Tượng Quốc và thuật yoga của Ấn Độ mà lớn, cho dù là đan liệt mạnh nhất của tập đoàn N Đặc khi nhìn thấy anh ta thì cũng phải vòng sang đường vòng để đi. Quyền pháp của Thánh Tượng Quốc rất tổn thương đến cơ thể,
Lúc trẻ khi mà cơ thể còn khỏe mạnh có thể dùng một chân đạp ngã được một cây đại thụ to lớn, nhưng khi tới trung niên rồi về sau sẽ khí huyết suy bại khiến cả người bị bệnh. Nhưng thuật yoga của Ấn Độ lại là một bộ môn để hồi phục cực kỳ tốt, vừa có thể tẩm bổ gân cốt, lại vừa có thể điều dưỡng khí huyết. Hai thứ kết hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Trần Ngư nhìn thấy lại thêm một người tự tới tìm đường chết thì lắc lắc đầu. Tề Đẳng Nhàn chính là một người đàn ông mạnh mẽ có thể đánh nhất mà từ trước tới nay cô ta mới gặp qua. Hoặc là nói hai chữ mạnh mẽ cũng không đủ để hình dung được người này. Cũng không biết những truyền thuyết cổ nhân lưu lại từ thời cổ đại tới giờ, tỷ như Trương Tam Phong, Đạt Ma Tổ Sư nếu như mấy người này sống ở thời hiện đại thì có thể chiến đấu một trận với hắn hay không? Trong lòng Trần Ngư đột nhiên hiện lên một ý niệm cổ quái như vậy. Cô có một loại cảm giác chủ quan rất kỳ diệu. Đó chính là trình độ quyền pháp của Tề Đẳng Nhàn giữa thế giới 7 tỷ người này đã thuộc vào dạng đệ nhất rồi. Tề Đẳng Nhàn liếc mắt nhìn Cha Si một cái, nói công phu của anh luyện cũng khá đấy, nhưng tốt nhất không nên động thủ với tôi, nếu tôi mà lỡ tay đánh chết anh thì có chút không nể mặt mũi bạn bè cho lắm. Cha Si nghe thấy lời này thì ha ha cười, trùng hợp bên cạnh lại có một chiếc xe điện 4 chỗ chuyên dùng cho sân golf. Anh ta xoay người một cái, đột nhiên nhấc chân lên. Đùi phải quét ngang một cái giống như diều lớn bổ xuống. Oanh! Chiếc xe điện 4 bánh bị một chân đá bay lên, linh kiện từ trên không trung rơi rụng đầy đất, lăn xa khoảng tầm 5 mét rồi mới rơi xuống mặt đất. Một chân này của tôi có 20 năm công lực, cậu chống đỡ được sao? Cha Si không hề vô nghĩa nhiều lời, sau khi thu chân về thì chắp tay trước ngực làm một động tác cúi chào trước khi đấu võ của Thánh Tượng Quốc. Đây là anh luyện yoga mật tông có lực lượng mạnh mẽ. Tề Đẳng Nhàn nhìn ở trong mắt nhưng cũng không dao động gì. U Mặc mở miệng ngay lúc này nói, hiện tại anh cút đi vẫn còn kịp, tôi có thể để anh ta bỏ qua cho anh. Trần Ngư cười nói, cô ấy sợ anh bị đánh chết, vẫn còn có chút lương tâm đấy. Cha Si lại nói, hắn không đi được, chỉ dựa vào những lời vừa rồi hắn đã nói thì tôi cũng muốn phế hắn. Nói xong lời này, anh ta giơ cao nắm tay thô to của mình nói với Tề Đẳng Nhàn, nắm đấm của tôi hơi lớn, cậu chịu đựng một chút. Đăng! Vừa dứt lời, thân thể Cha Si cũng đã động, chân lót trên mặt đất một chút rồi vọt tới phụ cận, giơ tay chính là một khuỷu tay hạ xuống mặt. Một khi bị khuỷu tay này đánh tới, anh ta thông qua thuật yoga mật tông tu luyện nhiều năm dẫn động năng lượng trong cơ thể toàn bộ chuyển vào trên khuỷu tay, quả thực chính là như bị một chiếc xe tăng đánh tới. Da mặt Tề Đẳng Nhàn đều bị chiêu mang theo gió này quét tới khiến cho có hơi biến hình. Công phu của Cha Si này cũng không yếu lắm, thậm chí còn sắp đuổi kịp trình độ của cái tên Triệu Hằng Vũ lúc trước bị mình đánh chết kia, quả nhiên thế cục bên Đông Nam Á này hỗn loạn quá mức, mưa bom bão đạn mỗi ngày, động một chút là có thể chết như chơi. Mài giũa ở dưới hoàn cảnh như vậy dễ dàng luyện được công phu, bồi dưỡng được cao thủ. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn dùng mình thầm nghĩ. Ở trong xã hội cũ, tông sư quyền thuật như măng mọc sau mưa ùn ùn không dứt, đó là bởi vì niên đại xã hội đó náo động nhiều, một khi ra tay chính là không sống thì chết, công phu tự nhiên cũng sẽ tiến bộ nhanh chóng. Trên thế giới này không có quyền pháp thiên hạ đệ nhất, chỉ có quyền tay thiên hạ đệ nhất mà thôi. Huống hồ gì nội tình và lịch sử của Ấn Độ cũng đã lâu, hoàn toàn phân cao thấp với Hoa Quốc luôn được. Tề Đẳng Nhàn đối mặt với đấu pháp hung hãn như vậy lại không thèm trốn tránh, hắn dùng khuỷu tay đỡ vai đi lên đón một quyền này. Dùng quyền đi chạm vào khuỷu tay cai của người ta cũng không phải là một sự lựa chọn sáng suốt cho lắm. Nhưng ở chỗ của Tề Đẳng Nhàn này lại không hề có cách nói vậy, thể năng, tinh thần, quyền pháp của hắn đã gần tới cảnh giới có thể nhìn thấy được chân của thần rồi. Phanh! Quyền khuỷu tay va chạm, cơ bắp và lực lượng cốt cách kịch liệt va chạm. Trong mắt Cha Si hiện lên một tia kinh ngạc, một khuỷu tay của mình thế mà bị một nắm tay của đối phương chặn lại. Năm ngón tay của Tề Đẳng Nhàn mở ra, hóa thành ưng chảo trong nháy mắt, một quyền hình ưng bắt lập tức thuận thế muốn tiến lên bắt lấy cánh tay của Cha Si. Cha Si hồi phục tinh thần lại biết chính mình đây là gặp phải cao thủ đứng đầu rồi. Chỉ dựa vào một quyền này và ưng chảo bắt của đối phương mà có thể suy đoán ra được người này là một đại cao thủ thân kinh bách chiến. Nhưng Cha Si cũng là một nhân vật thân kinh bách chiến, biết một khi cánh tay của mình mà bị bắt được thì nhất định sẽ bị vặn gãy trong vòng một giây, tâm thần vừa động,
cơ bắp rung lên một cái giống như lò xo, bang một chút dịch chuyển cánh tay qua hướng khác, chuyển hướng quyền lên thẳng huyệt thái dương của Tề Đẳng Nhàn đánh xuống. Động tác và phản ứng của anh ta, thêm độ mềm dẻo của cơ thể, một chút cũng không giống như người luyện một loại công phu mạnh mẽ, đây là chỗ ảo diệu của việc đồng thời luyện thuật yoga và luyện quyền pháp. Một tay khác của Tề Đẳng Nhàn trong nháy mắt từ bụng nâng lên. Một chiêu bát quái trưởng nâng thân trưởng được đánh ra, bàn tay ngăn cách nắm tay của đối phương, ưng chảo ngay sau đó thuận thế moi xuống. Nhưng một chảo này của hắn lại không thể bắt được cánh tay của Cha Si, khiến cho hắn kinh ngạc không thôi. Bởi vì cánh tay của Cha Si ở ngay lúc này trượt một chút khiến cho cánh tay trách sai vị trí. Hơn nữa cơ bắp cũng đồng thời phát lực trở nên mạnh mẽ cứng rắn như sắt thép. Ồ, trong miệng Tề Đẳng Nhàn phát ra tiếng than, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đầu gối bên phải của Cha Si đã đánh thẳng trên bụng hắn. Quyền pháp của Thánh Tượng Quốc nặng nhất là hai nơi khuỷu tay và đầu gối, nếu luyện đến cực hạn thì một quyền đánh ra có thể so được với đạn pháo. Tề Đẳng Nhàn lập tức buông khuỷu tay của đối phương ra, nắm tay chuyển hướng di chuyển xuống dưới. Một chiêu tài đấm vững chắc đụng trúng đầu gối của đối phương, chấn động gây ra một tiếng pháo nổ vang trời. Hắc! Trong miệng Cha Si phát ra tiếng gầm nhẹ, hai tay nhấc lên tả hữu giáp công đánh xuống đầu của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn căn bản không có cơ hội lùi lại, hai tay phân biệt tiếp chiêu tả hữu, vừa ngăn được khuỷu tay cũng đồng thời đẩy về phía trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 53.